Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 86. Căn cứ dư diệu cung cấp tư liệu, hết thảy rắn độc biến hóa, dung hợp, kỳ thực đều cần trên cơ thể người tế bào nằm ở sống dưới trạng thái mới có thể tiến hành. Nhân thể một ngày tử vong, như vậy tất cả độc sẽ ngừng hoạt động. Nói cách khác, rắn độc lấy chồng thể là cộng sinh quan hệ, người sống, rắn độc vẫn hoạt động, người một ngày chết, rắn độc cũng sẽ theo ngừng hoạt động. Cái này đặc tính vốn là không có ích gì. Tại dư diệu xem ra, cũng không thể đi qua khiến người ta tử vong phương thức tới đình chỉ rắn độc hoạt động a. Vậy còn phải dùng tới giải độc sao? Người chết, cái gì cũng bị mất. Nhưng Giang Sách có thể không phải nhìn như vậy. Ở quá khứ kinh nghiệm chung, Giang Sách liền đã từng sử dụng qua ngất kỹ thuật. Hiện tại cũng giống vậy. Giang Sách có thể đi qua một ít thủ đoạn đặc thù tới khiến người ta nhìn qua đã chết, nhưng trên thực tế chỉ là ngất. Đi qua nhất định phương thức vẫn là có thể khiến người ta một lần nữa sống lại. Nói cách khác, đi qua ngất phương thức tới lừa dối bên trong cơ thể rắn độc, làm cho rắn độc cho rằng nhân thể thật đã chết rồi, ngừng hoạt động. Ở rắn độc ngừng hoạt động thời điểm, đặc tính của nó sẽ ổn định không thay đổi. Trong thời gian này chế tạo ra tương ứng huyết thanh, là có thể thuận lợi giải trừ rắn độc. Đợi rắn độc sau khi giải trừ, sau đó phải làm chính là đem người chết cho sống lại. Như vậy người không phải không sao. Đây là một cái nghe rất hoang đường phương pháp. Làm được hả? Dư Diệu biểu thị rất hoài nghi. Tại Dư Diệu y học cuộc đời trong, cho tới bây giờ sẽ không có trải qua loại chuyện như vậy. Đem người cho làm cho ngất, sau đó một lần nữa sống lại tràng diện. Đừng nói nhìn, hắn ngay cả nghe cũng không có nghe qua. Giang Sách rất khẳng định gật đầu. Ta có nắm chặt có thể làm được điểm này, xin tin tưởng năng lực của ta. Cái này gọi là người làm sao tin tưởng, chưa từng thấy qua sự tình, còn hoang đường như vậy. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có lựa chọn tốt hơn, Dư Diệu thâm tư thục lự qua đi, nói rằng, được rồi, vậy đổ một lần. Giang Sách, cứ dựa theo lời ngươi nói đi làm đi. Dư Diệu vỗ vỗ ngực của mình, nói rằng, hay dùng ta đây cái mạng già để làm thực nghiệm. Giang Sách phương pháp là khẳng định cần người sống làm thí nghiệm, cùng với tổn thương người khác. Không bằng để Dư Diệu tự mình tiến tới được rồi, huống chi Dư Diệu bản thân liền ở bên trong thân thể rắn độc. Nếu như Giang Sách phương pháp đi hữu hiệu, nói không chừng có thể đem hắn rắn độc chữa lành. Nếu như vô hiệu, na, vậy cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Giang Sách vẫn là rất cảm động, có thể như thế thông suốt phải đi ra ngoài nhân kỳ thực thật không nhiều. Dư tiên sinh, đắc tội, Giang Sách cũng không cần sử dụng đặc thù dược vật, hắn chỉ là sử dụng biển thước thần châm. Làm cho Dư Diệu nằm trên giường bệnh, bỏ đi quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó dùng ngân châm phong tỏa ngăn cản rồi Dư Diệu kỳ kinh bát mạch, khiến người ta thể xuất hiện ngất trạng thái. Toàn bộ quá trình rất nhanh thì hoàn thành, sau đó phải chờ đợi, nhất định con rắn kia độc đến cùng có thể hay không bị ngất cho lừa dối. Nếu như rắn độc rất thông minh, có thể phân chia chết thật cùng ngất lời nói, chuyện kia sẽ không hay rồi. Giang Sách kiên nhẫn cùng đợi. Đồng thời chăm chú quan sát đến Dư Diệu trong cơ thể rắn độc biến hóa, liền tại Dư Diệu tử vong qua đi không đến 20s thời điểm, trong cơ thể rắn độc tự đình chỉ rồi hoạt động. Nguyên bản thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa rắn độc, trong nháy mắt tự đình chỉ rồi hoạt động, cảm giác này giống như là có người cho làm cái thời gian tĩnh chỉ pháp thuật giống nhau. Hữu hiệu, thời gian không thể dây dưa, Giang Sách ngay lập tức sẽ từ Dư Diệu ở trong thân thể lấy ra rắn độc hàng mẫu. Có hàng mẫu. Lại căn cứ hàng mẫu tới tiến hành huyết thanh chế tạo, toàn bộ quá trình Giang Sách tiến hành thật nhanh, tổng cộng thời gian sử dụng cũng không đến 3 min. Toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn ngay lập tức sẽ cho Dư Diệu tiêm vào huyết thanh. Tiếp lấy, Giang Sách tiếp tục quan sát Dư Diệu ở trong thân thể rắn độc biến hóa, đáng vui là, rắn độc đang ở một chút xíu bị dọn dẹp sạch sẽ. 26 loại rắn độc, trong thời gian cực ngắn liền toàn bộ hóa giải. Hiện tại tại Dư Diệu thân thể đã không ở đựng bất luận cái gì rắn độc. Thành công, Giang Sách hưng phấn đi tới giúp Dư Diệu đem trên người ngân châm cho đã trừ rơi, khôi phục kỳ kinh bát mạch, làm cho Dư Diệu từ ngất trong trạng thái khôi phục lại. Mấy phút sau, Dư Diệu tỉnh lại. A Dư Diệu nhu liễu nhu đầu, cảm giác đầu có một chút ngất xỉu. Hắn đều không kịp quan tâm chính mình thế nào, trực tiếp mở miệng dò hỏi, Giang Sách, kế hoạch của ngươi thành công không? Giang Sách mỉm cười nói, Dư tiên sinh, ngài có thể chính mình thực nghiệm một cái. Tự ta thực nghiệm, chẳng lẽ nói, Dư Diệu hai mắt trừng lớn, trên mặt triển lộ ra nét mặt hưng phấn,
hắn không kịp chờ đợi từ trên giường bệnh ngồi dậy, xoay người xuống giường. Bảo mẫu còn muốn qua đây nâng hắn, lại bị hắn đẩy ra. Không cần phù, ta tự mình tới. Dư Diệu quật cường dùng hai tay chống sự cấy cửa hàng, sau đó từng bước thử bước đi, đã hơn 10 năm không có đi qua đường rồi, hắn hầu như đều phải quên đi bộ cảm giác. Ta có thể đi bộ, ta có thể đi bộ, ta đang dùng hai chân của mình bước đi. Dư Diệu mừng đến chảy nước mắt, tuy là hắn đi lại chậm lại cật lực, thế nhưng loại này có thể dùng chính mình hai chân đi bộ cảm giác thực sự là quá tuyệt vời. Hắn giống như là một cái mới vừa học được đi bộ tiểu hài tử thông thường. Vui mừng hoa chân múa tay vui sướng, chứng kiến Dư Diệu biểu tình, Giang Sách cũng thở dài một hơi. Cuối cùng thành công, màn đêm dần dần phủ xuống, một nhà náo nhiệt bên trong quán rượu, bao nhiêu cả trai lẫn gái đang ở tinh thần bài hát nhiệt vũ. Tối nay bọn họ đang ở tổ chức party, nam tuấn nữ tiếu. Đùa bất diệt nhạc hồ, ai cũng không có chú ý tới là, một cái tầm thường nam nhân tại uống một chén rượu sau đó, lảo đảo đi vào quầy rượu trong nhà vệ sinh. Vừa vào WC, nam nhân liền khôi phục lý trí, cũng không lảo đảo. Hắn lặng lẽ mở ra rộng thùng thình áo khoác ngoài, lấy ra một cây như là tranh cuộn một dạng vật, sau đó đem che mở ra. Nam nhân thao tác vô cùng cẩn thận kính thận, đang đánh mở nắp chết thời điểm, còn đặc biệt đem chỗ rách nhắm ngay bên ngoài, đứng ở trên bậc thang, đem tranh cuộn đưa đến phía dưới đi. Từ từ, liền thấy có một cái toàn thân đỏ chót sắc xà từ bên trong bơi ra. Xong đầu xà, đi thôi, tiểu bảo bối, đi làm cho cả phái đối này đứng lên đi. Kia xong đầu xà bị nhốt quá lâu, vừa ra tới liền có vẻ dị thường hưng phấn, hướng phía quán bar trong đại sảnh bơi đi. Bởi âm nhạc ầm ĩ cộng thêm ngọn đèn hôn ám, không có ai phát hiện này độc quỷ dị xà. Thẳng đến, ai nha, đồ chơi gì, đau quá, một cái nam tử đang khiêu vũ trong quá trình, cảm giác hình như là bị vật gì vậy cái nhói một cái. Giống như là đâm vào cái đinh trên giống nhau. Đau nhè răng trợn mắt, hắn cúi đầu nhìn một chút, không có thứ gì, trong lòng mắng câu, xui. Sau đó hắn tiếp lấy khiêu vũ, không đợi hắn nhảy nhót hai cái, đột nhiên chi gian cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa, ầm một cái ngã trên mặt đất. Toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, đồng thời trên người tản mát ra hàng loạt mùi hôi thối. Uy, ngươi làm sao vậy? Có bảo an qua đây kiểm tra. Có thể bảo an mới vừa đi qua đây, chợt nhiên chi gian, lại có một nữ nhân ngã trên mặt đất, phản ứng của nàng cùng phía trước nam nhân không giống nhau lắm, nàng chủ yếu là trên người một hồi tử một hồi xanh, như là bôi nhiên liệu giống nhau. Từ từ, người nhiều hơn ngã xuống. Đây là thế nào, có phải hay không có độc khí a? Bảo an, mau nhanh kiểm tra một chút, đến cùng đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Mỗi người cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khẩn trương đến không được. Bảo an càng là không hiểu ra sao. Rốt cuộc đây là thế nào? Trước đây xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy a. Người muốn nói có độc khí cũng không khả năng a, cửa sổ đều là mở. Thông gió tốt a, hơn nữa nếu như là có độc khí, làm sao lại mấy người này trúng độc? Chẳng lẽ là, ngộ độc thức ăn, lại càng không giống như... Mấy cái này ngã xuống người mỗi cái phản ứng cũng không giống nhau, hơn nữa còn có hai người sẽ không ở quán ba ăn xong đồ đạc, làm sao có thể ngộ độc thức ăn. Đang ở bảo an bách từ bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đột nhiên chi gian, một người nữ nhân tiếng thét chói tai đánh vỡ bầu không khí. A xà, có rắn. Xà, ánh mắt mọi người đều thấy đi qua, âm nhạc đình chỉ, ánh đèn mở lên, mọi người nhao nhao phân tán bốn phía. Chỉ thấy ở dưới đáy bàn lẩn quẩn một cái khắp cả người đỏ bừng xà. Hơn nữa, con rắn này chỗ đặc biệt nhất ở chỗ, nó có hai cái đầu. Mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên, bảo an nhíu nhíu mày, hứ một ngụm, nói rằng, người nào nhàm chán như vậy. Ở nơi này thả một cái món đồ chơi xà. Hù dọa người sao, hắn chắc hẳn phải vậy đem cái kia xong đầu xà trở thành giả. Vừa nói, bảo an vừa đi qua. Cúi người xuống tự tay đến dưới đáy bàn, chuẩn bị đem cái kia giả xà cho lấy ra. Đã quá rất loạn, ai còn nhàm chán như vậy, ở nơi này trò đùa dai. Na thét chói tai nữ nhân hét lớn, đó không phải là món đồ chơi xà, đó là thật xà. Ta vừa mới chứng kiến nó bơi tới dưới đáy bàn đi. Bảo an nở nụ cười, thật xà. Nhà các ngươi xà dài hai cái đầu sao? Ở bảo an xem ra, vậy chính là có người trò đùa dai mà thôi.
xa nếu có thể di chuyển, cũng nhất định là có người ở viễn trình điều khiển từ xa mà thôi, căn bản là không có gì thật lo lắng cho. Ngoại trừ ở trong phim ảnh xem qua hai cái đầu xà, bảo an không tin trên cái thế giới này thật tồn tại loại chuyện quỷ dị này. Thế nhưng, đang ở tay hắn vừa mới đưa đến xà trước mặt thời điểm, chợt nhiên chi gian, kia song đầu xà lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bỗng nhiên đánh móc sau gáy, một cái đầu rắn hung hăng cắn lấy rồi an ninh trên mu bàn tay. A, à, bảo an quát to một tiếng, đau ngay lập tức xé tay nắm cửa cho rụt trở về. Một bên bưng đau đớn tay một bên hoảng sợ nhìn chằm chằm dưới đáy bàn con rắn kia. Con rắn kia đã ở nhìn hắn, đồng thời không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Con rắn này, là thật, là sống, an ninh tam quan đều lật đổ. Nói lắp bắp, là thật xà. Nhưng này cái trên thế giới làm sao có thể tồn tại hai cái đầu xà. Cái này nhất định là đến từ địa ngục ma quỷ, là tới độc hại nhân gian. Bảo an cũng không có tới kịp báo nguy. Hai mắt tối thui, trực tiếp nằm trên mặt đất hôn mê đi. À, mọi người điên cuồng thét lên, rất nhanh từ quán ba đào tẩu. Một cái ai cũng chưa từng thấy qua độc xà. Trong khoảng thời gian ngắn làm thương tổn nhiều người, ai cũng không biết nó còn có thể thương tổn bao nhiêu người, càng không biết nó đến cùng là đúng hay không tới từ địa ngục ma quỷ. Nói ngắn lại, mau sớm từ quán ba chạy trốn là được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán ba hỏng. Mà sinh người bồi táng xong đầu xà vẫn như cũ trốn dưới đáy bàn. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Lúc đêm khuya, Giang Sách đã về tới thực tiệm thuốc, mệt nhọc chừng mấy ngày, hắn trở lại một cái liền hận không thể nằm ở trên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng hiện thực căn bản không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Đang ở Giang Sách còn chưa kịp đem áo khoác cho cởi thời điểm, đôi ngư liền vội và qua đây nói rằng, thống suất, xảy ra chuyện lớn. Có thể để cho đôi ngư khẩn trương như vậy. Na nhất định là đại sự. Giang Sách cười khổ lắc đầu. Ta cũng biết ha, Long Chảo căn bản sẽ không cho ta thời gian nghỉ ngơi. Ngồi xuống từ từ nói a. Hắn rời cái ghế ngồi xuống, thuận tiện rót chén trà. Đôi ngư nhanh lên qua đây đem máy vi tính sách tay bày trên bàn, mở ra giới truyền thông mặt. Hắn đem một cái lại một cái đáng sợ tin tức điểm ra tới, cho Giang Sách từng cái xem qua. Bên trong quầy rượu phát hiện xích hồng sắc song đầu xà, nhiều người bị rắn cắn, sống chết không rõ. Một nhà trò chơi phòng làm việc bị song đầu xà công kích. Toàn thể công nhân tính mệnh đe dọa, bãi tắm phát sinh độc xà cắn người sự kiện, hiện nay đã có 12 người bị rắn cắn, đưa đi y viện sau không còn cách nào trị liệu. Như vậy tin tức còn rất nhiều, trong một đêm, tựa hồ toàn bộ Yến Thành đều bị song đầu xà cho công hãm, đại lượng quần chúng bị song đầu rắn cắn. Đưa đi y viện lại không cách nào trị liệu, hiện tại sống chết không rõ. Bọn họ cũng không giống như dư diệu như vậy còn có lâm thời giải dược. Những người này sinh mệnh chỉ có 24 giờ, qua thời gian, chắc chắn phải chết. Có công tác thống kê tổng cộng bao nhiêu người bị thương sao? Giang Sách hỏi, căn cứ phía chính phủ cho ra số liệu, hiện nay tổng cộng có 113 người bị rắn cắn. Đôi ngư đang nói ra mấy cái chữ này thời điểm. Trong lòng cũng là rất hoảng sợ, rất phiền. 113 người a, mặc dù Giang Sách y thuật cao tới đâu, cũng tìm ra có thể trị liệu rắn độc đích phương pháp xử lý, nhưng muốn ở 24 giờ bên trong đem 113 người toàn bộ cho chữa cho tốt, độ khó vẫn là quá. Thời gian đủ, hơn nữa, cái này còn không cam đoan có hay không bị di lộ, hay hoặc là còn có thể không có một nhóm mới người bị hại. Đôi ngư nói rằng, Long Chảo thật là quá giả dối quá độc ác. Lớn như vậy diện tích phóng xuất độc xà. Vậy làm sao cứu qua đây? Giang Sách nhãn thần kiên nghị nói, không thể cứu không tới, phải cứu được qua đây. Đang ở Giang Sách chuẩn bị động thủ triển khai cứu trợ công tác thời điểm, còn có một món khác sốt ruột sự tình xảy ra. Cũng trong lúc đó, nhiều nhà phát sóng trực tiếp ngôi cao, video phần mềm, software, đều đem lớn nhất để cử vị cho đi ra, đồng thời phát sóng trực tiếp một hồi buổi họp báo. Buổi họp báo người biết tổ chức, là Giang Sách người quen cũ Tương Huân. Đôi ngư mở ra một nhà trong đó video phần mềm, software, đem thanh âm nâng cao. Trong video, Tương Huân ăn mặc tây trang đánh cà vạt, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đại lượng tin tức truyền thông người làm việc cầm camera, microphone, đồng bộ phát sóng trực tiếp. Khái khái, Tương Huân ho khan hai tiếng, mở miệng nói các tiên sinh, các nữ sĩ. Xin lỗi ở lúc đêm khuya còn muốn tổ chức một hồi lâm thời buổi họp báo, ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi.
nhưng có một chút nói ta không thể không nói, việc này quan toàn bộ Yến Thành tồn vong. Tin tức gần đây tin tưởng mọi người cũng đều thấy được, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ Yến Thành các nơi đều xuất hiện một loại toàn thân màu đỏ, hai cái đầu độc xà. Loại độc xà này cho tới bây giờ sẽ không có người gặp qua, không biết là từ đâu tới, chúng nó xuất hiện sau đó liền điên cuồng công kích nhân loại. Cái này còn không là đáng sợ nhất là, loại này song đầu rắn độc căn bản không có thuốc nào chữa được. Hiện nay đã có 113 người bị công kích thụ thương đưa cho y viện, nhưng không có bất cứ người nào bị chữa cho tốt. Thị dân các bằng hữu, Yến Thành ngày tận thế, tới. Mấy câu nói trước màn ảnh mỗi người đều hoảng hốt không ngớt, ngay cả Giang Sách cũng đều cau mày. Loại này ở lúc mấu chốt đi ra đâm đao hành vi, thực sự đã ác tâm lại khiến người ta đau đến muốn chết. Giang Sách đương nhiên biết, cái này căn bản không là Tương Huân bản ý. Tương Huân cũng là bị Long Chảo uy hiếp, nhưng Tương Huân công tín lực ở nơi nào, hắn lúc này nói ra lời nói này, Yến Thành là thật phải loạn. Tương Huân lời nói vẫn chưa nói hết. Trong màn ảnh, hắn tiếp tục nói, có ở đây không lâu trước ta đã từng nói, Giang Sách mệnh số vừa vặn khắc chế Yến Thành số mệnh, biết khắc chết Long Mạch. Sau lại từ mây tự lão trụ chỉ nói Giang Sách nhưng thật ra là cứu thế chi tử, là tới cứu vớt Yến Thành. Cái này lưỡng trùng thuyết pháp, ai đúng ai sai, kỳ thực trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không nhìn ra. Hiện tại được rồi, cơ hội tới, loại này song đầu xà. Người nào nhìn đều biết, nhất định là tới từ địa ngục ma quỷ. Là tới phá hư Yến Thành số mệnh, là tới phá hủy Yến Thành Long Mạch. Giả sử Giang Sách thật là cứu thế chi tử, như vậy, hắn nên đứng ra đem này thụ thương người đều chữa lành, hóa giải một lần này độc xà sự kiện, nếu như hắn làm không được, như vậy thì chứng minh hắn cũng không phải cứu thế chi tử. Hắn là thiên mệnh không cho người. Một chiêu này thực sự là ngoan a. Nếu như ngay từ đầu không có được tương quan đầu mối nói, Giang Sách hiện tại khẳng định bị buộc cùng đường. Đúng vậy, ngươi là cứu thế chi tử lời nói. Liền lý nên hóa giải nguy cơ, không thể chỉ là tùy tiện nói một chút a. Nếu như ngươi không hóa giải được nguy cơ, vậy chứng minh Tương Huân lời khi trước đúng, Giang Sách chính là thiên mệnh không cho người, nên bị trục xuất Yến Thành. Bị trục xuất Yến Thành đều coi là không tệ rồi. Sợ là sợ sẽ khiến công phẫn. Hợp nhau tấn công, đến lúc đó, Giang Sách còn có thể đi ấu đả này dân chúng bình thường hay sao? Không thể không nói, Long Chảo một chiêu này thật là thật lợi hại. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự chính là cố gắng nghĩ mà sợ. Nhưng lập tức tựa như nay Giang Sách nắm giữ hóa giải rắn độc đích phương pháp xử lý, muốn ở 24 giờ bên trong cứu trị 113 người, hay là đang Giang Sách liên tục cường độ cao công tác chừng mấy ngày đường dưới tình huống. Cái này độ khó cũng không phải lớn như vậy a. Giang Sách, chân chính khiêu chiến tới. Video còn chưa xem xong, liền nghe được dưới lầu xảo xảo nháo nháo, tựa hồ có rất nhiều người tụ tập ở tại thực tiệm thuốc cửa. Giang Sách cùng Đôi Ngư liếc nhau, đồng thời đi xuống lầu đi. Khi bọn hắn đi tới lầu một thời điểm, liền thấy thực tiệm thuốc cửa tụ tập được có 200-300 người, trên mặt của mỗi người đều đằng đằng sát khí. Hắn sao không phải ai tay chân? Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường. Đương nhiên, trong đó có không ít đều là người bị hại người nhà, thân hữu. Ai là Giang Sách, đi ra, những người đó lớn tiếng gào thét. Giang Sách chấn định đi tới cửa, hướng về phía mọi người hét lớn một tiếng, ta chính là Giang Sách. Hắn vừa mới nói xong, lập tức có một lão đại mụ cua thiết bổng tử xông tới, dựa theo Giang Sách đầu liền đánh tới. Ngươi cái này cẩu vật, chính là ngươi làm hại con ta bị rắn cắn. Ta đánh chết ngươi, lão đại này mụ được có 50-60 tuổi, căn bản là không nghe vào lời của người khác, liền cho rằng song đầu rắn xuất hiện là Giang Sách đưa đến, vừa nhìn thấy Giang Sách xuất hiện, lập tức đã chạy tới cùng một gậy. Nhưng mà, Giang Sách căn bản cũng không nuông chiều, hắn một bà liền đoạt lấy lão đại mụ trong tay thiết bổng tử, đem lão đại mụ gắt gao ấn trên mặt đất. Đối với một cái lão đại mụ, nên ngoan thời điểm, Giang Sách cũng không mềm tay. Theo sát mà, Giang Sách nói một câu càng làm cho người ta thêm khiếp sợ nói. Các ngươi tới nơi này là vì cái gì, trong lòng ta rõ ràng. Nói cho các ngươi biết, rắn độc, ta có thể giải khai, nhưng ta không có thời gian cho hết thảy người bị hại giải trừ rắn độc. Cho nên, người nào biểu hiện tốt, ta liền ưu tiên cho ai giải khai, người nào biểu hiện không tốt, vậy trực tiếp đi tìm chết được rồi. Quay đầu lại, Giang Sách nhìn lão đại mụ, dùng giọng lạnh như băng nói rằng,
cũng tỉ như con của ngươi, ta tình nguyện nhìn hắn đi chết, cũng sẽ không cứu hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão đại kia mụ trực tiếp hết chỗ nói rồi, cả người đần độn đứng ở đó, một câu nói đều không nói được. Còn có này nguyên bản cũng dự định cùng nhau gây chuyện, bây giờ nghe Giang Sách lời nói sau đó, từng cái đều hết khả năng khắc chế sự vọng động của mình, không muốn rơi vào cùng lão đại mụ kết quả giống nhau. Vừa mới bọn họ nhưng là nghe tiếng biết, Giang Sách là có năng lực cứu người. Chỉ cần có thể cứu người, cái gì cũng dễ nói. Kỳ thực, đây chính là Giang Sách nhiều năm chinh chiến có chút tâm đắc, hắn biết hiện nay những người này là mất lý trí. Người theo chân bọn họ thật dễ nói chuyện, bọn họ hoàn toàn nghe không vào. Như thế nào mới có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời? Phải hù dọa. Ta có thể cứu người, thế nhưng, ai không nghe lời ta sẽ không cứu người nào, lời này bày đặt vừa để xuống, ai còn dám náo? Trừ phi như thế này Giang Sách cứu người thất bại, lúc đó gây lợi hại hơn. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Chỉ có lão đại kia mụ trong lòng khó chịu, nàng giận dữ hét, người tên khốn kiếp này còn dám ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Cút cho ta ra Yến Thành, cút ra ngoài. Lời như vậy, bây giờ nói ra tới đã không có ý nghĩa. Bởi vì ngoại trừ nàng ở ngoài, cái khác cùng nhau theo qua đây gây chuyện, đều đã quy thuận Giang Sách rồi. Bọn họ chẳng những không phải theo náo, ngược lại bang nổi lên Giang Sách. Một ông già quát, người ồn ào cái gì tinh thần. Có thể hay không không còn để ý thủ nháo. Nhân gia Giang tiên sinh nói, có thể chỉ có thể chỉ. Chúng ta được cấp cho Giang tiên sinh nguyên vẹn tín nhiệm, người cái này 38 chính mình muốn chết chúng ta mặc kệ, có thể ngươi muốn càn quấy làm hại chúng ta thân hữu cùng theo một lúc chết, ta đây người đầu tiên không đáp ứng. Đối với, chúng ta cũng không bằng lòng. Vừa mới còn chung một chí hướng một đám người, hiện tại toàn bộ đều lâm trận phản chiến, nhìn lão đại mụ vẻ mặt mộng. Nàng còn muốn đi bắt Giang Sách tay áo, muốn chơi xấu, kết quả căn bản không dễ sử dụng. Hiện trường nhiều như vậy đại gia bác gái, không người nào là am hiểu sâu đạo này cao thủ. Ngươi chơi xấu, người nào chim ngươi. Đại gia nhao nhao qua đây che ở Giang Sách trước mặt, đem lão đại kia mụ cho tách ra, tùy ý nàng làm sao làm loạn, chính là đừng nghĩ tới gần Giang Sách nhất bước, hơn nữa người này nói một cái so với một cái độc ác. Tốt trong vòng một chiêu bộ phận biến hóa, lấy độc trị độc. Trên cái thế giới này có thể đối phó lão đại mụ, cũng chỉ có một cái khác lão đại mụ. Thời gian không nhiều lắm. Giang Sách đối với mọi người nói rằng, ta đã thông chi nhân tâm y viện bên kia an bài không dừng ngủ, đại gia nhanh đi đem thân hữu chuyển rời đến nhân tâm y viện. Nhân tâm y viện, hảo hảo hảo, phải đi. Sau đó, Giang Sách cùng đôi ngư cùng nhau chạy đi nhân tâm y viện. Mà những người khác liền nhanh đi đem này chúng rắn độc thân hữu chuyển đi nhân tâm y viện, còn như lão đại kia mụ, ngoại trừ lăn lộn đầy đất ở ngoài, biện pháp gì cũng không có. Từng cảnh tượng ấy đều bị xa xa một chiếc xe cho giam khống. Bên trong xe, Long Chảo một tay cầm kính viễn vọng, một tay cầm gà chiên thùng, vừa ăn vừa xem. Đang nhìn hết Giang Sách xử lý chuyện toàn bộ quá trình sau đó, hắn đem kính viễn vọng ném đến rồi một bên, rất không cao hứng nói rằng, tại, cái này Giang Sách có điểm bản lĩnh a, ta tỉ mỉ chuẩn bị một hồi trò khôi hài, hắn nói ba xạo liền hóa giải rồi. Kỳ thực, Long Chảo lúc đầu cũng không còn trông cậy vào dùng một chiêu này liền chế phục Giang Sách. Dù sao này tiểu thị dân năng lượng hữu hạn, bọn họ vừa lại thật thà có thể đối với Giang Sách tạo thành bao nhiêu thương tổn đâu. Tiểu Đào nói rằng, hiện tại có 113 thân người chung rắn độc, chỉ có 24 giờ cứu trị thời gian. Ta không tin Giang Sách có bản sự này, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả mọi người cho chị hết. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, hơn nữa, đừng nói chị hết 113 người, coi như là chỉ chị hết một người hắn đều làm không được a. Đây chính là song đầu rắn độc, không phải bình thường xà độc, ngay cả xà vương dư diệu đều đối với loại độc chất này thúc thủ vô sách. Ha ha, na Giang Sách sợ là còn tưởng rằng chỉ cần tùy tiện lộng chút máu sạch là được rồi. Thực sự là nhược trí. Tiểu Đào, Long Chảo bọn họ không biết là, Giang Sách cũng sớm đã âm thầm biết được song đầu rắn độc sự tình, nhưng lại cùng Dư Diệu liên thủ tìm ra biện pháp phá giải. Long Chảo dương dương đắc ý vừa cười vừa nói, lúc này đây, ta xem Giang Sách làm sao còn gặp dữ hóa lành.
Cắn một hớp lớn đùi gà, hắn lại hỏi, lão thiên tôn bên kia có liên lạc sao? Có liên lạc, Tiểu Đào hồi đáp, đã thông chi lão thiên tôn bên kia, chỉ cần xuất hiện bất kỳ đối với Giang Sách bất lợi mặt trái tin tức, liền lợi dụng tay hắn dưới đáy tin tức môi giới trắng trợn truyền bá, lần này không phải chỉnh Giang Sách thân bại danh liệt không thể. Ở nơi này chàng trong đấu tranh, khắp nơi đều là hãm hại, Giang Sách liền một cái sai lầm nho nhỏ cũng không thể phạm. Nếu không, chắc chắn phải chết. Nhân tâm y viện. Bên trong bệnh viện bác sĩ, hộ sĩ đã sớm nhận được thông chi, dành ra không phòng bệnh, đều đâu vào đấy đêm này bị song đầu rắn cắn qua người bị thương an bài xuống. Các thầy thuốc mỗi một người đều nhức đầu rất. Bọn họ toàn bộ đều là nhất nhất lưu bác sĩ, khả năng liền ngay cả bọn hắn cũng đều chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy chiến trận. Nói là tất cả mọi người là bị song đầu xà cắn, mới có thể trúng độc qua đây. Nhưng các thầy thuốc kinh ngạc phát hiện, từng cái bị đưa tới người, độc trong người làm đều là không cùng một dạng. Một loại rắn độc, còn có thể diễn hóa suốt 113 chủng hiệu quả khác nhau. Chúc mừng bọn họ, đáp đúng. Không riêng 113 chủng, những thứ này ở bên trong thân thể rắn độc nhân, mỗi thời mỗi khắc độc trong người làm đều là đang biến hóa. Các thầy thuốc thử luyện chế huyết thanh, lại lúng túng phát hiện, chế độ sở hữu làm huyết thanh đều không hữu dụng. Trước một giây chế tạo xong huyết thanh, sau một giây sẽ không xứng đôi rồi. Cái này phải chữa thế nào liệu? Các thầy thuốc tương đương tuyệt vọng. Ngay cả bọn họ đều nhận đồng một cái quan điểm, song đầu xà là từ địa ngục tới ma quỷ, là vì chấp hành phá hủy Yến Thành kế hoạch mà đến. Nếu không, căn bản là không giải thích được trạng huống trước mắt. Rất nhanh, Giang Sách tới. Các thầy thuốc lập tức đều vây lại, thất chủy bát thiệt giảng thuật tình trạng trước mặt. Giang Sách giơ tay lên ý bảo bọn họ không cần lại nói. Đinh! Các ngươi không cần phải nữa nói cái gì, mấy tin tức này ta sáng sớm sẽ biết. Không cần lo lắng, ta có ứng đối biện pháp. Bất quá chỉ dựa vào ta một người là tới không kịp, cần các ngươi mọi người cùng nhau hỗ trợ. Chỉ có Giang Sách nhất cá nhân, muốn ở 24 giờ bên trong đem toàn bộ 113 người mắc bệnh toàn bộ trị hết, hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Cho nên Giang Sách cần bác sĩ Mộng trợ giúp hắn, đại gia phân công hợp tác. Dựa theo Giang Sách ý tứ, hắn chỉ phụ trách thi triển ngân châm, làm cho người bị thương nằm ở trạng thái chết giả. Làm người bị thương tiến nhập trạng thái chết giả sau đó, độc tố sẽ ngừng hoạt động, lúc này, có nữa cái khác bác sĩ đi phụ trách chế tác huyết thanh, tiêm vào huyết thanh, tương quan hộ lý. Đại gia phân công hợp tác, có thể để cho cứu trị tốc độ nhanh hơn, cũng có thể làm cho Giang Sách lượng công việc đại phúc độ rơi chậm lại. Chỉ là, các thầy thuốc nghe xong Giang Sách kế hoạch sau đó, toàn bộ đều là bán tín bán nghi. Cái này được không? Một hồi ngất, một hồi rắn độc ngừng hoạt động, một hồi lại muốn cho ngất người sống lại, khiến cho cùng tà giáo giống nhau, xác định như vậy trị liệu thủ đoạn có thể có hiệu quả. Đại gia nhao nhao nhíu, biểu thị không coi trọng. Có thể chuyện cho tới bây giờ, có thể làm sao bây giờ? Mọi người hít thở sâu một hơi, bắt đầu dựa theo Giang Sách nói đi làm, mỗi một người đều chuẩn bị ngân châm, huyết thanh phối trí khí tài cùng với tương quan dược vật. Người thứ nhất bệnh nhân, tìm thụ thương nặng nhất. Trị liệu, từ trọng đến nhẹ. Tuy nói có 24 giờ mệnh, nhưng không nhất định liền thực sự chuẩn xác đến 24 giờ. Này thụ thương tình huống nghiêm trọng, nhất định phải so với bị thương nhẹ trước giờ chơi xong. Cho nên... Giang Sách sách lược chính là do trọng đến nhẹ, từng bước tới. Người thứ nhất bệnh nhân mang qua đây, đây là một cái sấp xỉ 70 tuổi lão nhân, hắn là tại gia lúc xem truyền hình bị song đầu rắn cắn, bởi vì niên kỷ vốn là lớn, thân thể có các loại các dạng khuyết điểm, cộng thêm rắn độc, cái này đừng nói 24 giờ rồi, sợ là ngay cả 2 giờ cũng không nhất định chống đỡ nổi. Bệnh như vậy người, phải giành giật từng giây. Giang Sách hít thở sâu một hơi. Thả lỏng tâm tính, bắt đầu đối với lão nhân ra ghim kim. Một cây lại một gốc dưới ngân châm đi, lão nhân hô hấp một chút xíu bắt đầu trở nên yếu ớt, đang ở đệ thập cây ngân châm triệt để đâm xuống thời điểm, lão nhân hoàn toàn đình chỉ hô hấp. Tim đập, mạch đập đều biến mất. Lão nhân, chết. Bảo vệ ở một bên con trai nhìn, nhất thời nhảy dựng lên, hai tay ôm đầu hô lớn, ba, ba. Hắn cho rằng lão nhân là thật chết. Ngươi không phải nói có thể trị hết ba ta sao? Vì sao độc không chữa khỏi,
còn đem người cho chữa chết. Lang băm, người cái này lang băm. Đứa con kia xông lên sẽ phải bị Giang Sách Nhất quyền, nhưng mà, Giang Sách Nhất nắm chặt cổ họng của hắn, cũng không nhìn hắn cái nào, đối với bên cạnh bác sĩ nói rằng, rắn độc đã ngừng hoạt động, nhanh thu thập hàng mẫu, chế tác huyết thanh, nhanh. Đã biết. Bác sĩ, các y tá nhanh lên qua đây, dựa theo Giang Sách nói đi làm. Bọn họ ở thu thập hàng mẫu thời điểm cũng tỉ mỉ quan sát, lão nhân kia quả thực đã chết, liên tâm nhảy đều ngừng, hô hấp cũng bị mất, như vậy lão nhân còn cần phải chế tạo gì huyết thanh sao? Bọn họ ở trong lòng âm thầm cô, không dám nói ra khỏi miệng. Kỳ thực Giang Sách lúc này cũng là tương đương khẩn trương, nếu như nằm ở đó chính là một cái 20 giây xích tuổi, thân thể khỏe mạnh tiểu tử lời nói, na không có gì có thể lo lắng. Khó thì khó ở, lão nhân này bản thân liền lớn tuổi, thể nhược nhiều bệnh. Loại này ngất thuật thời gian được nghiêm ngặt khống chế, hơi không cẩn thận sẽ thực sự đưa tới lão nhân tử vong, chỉ cần người thứ nhất tử vong, cũng sẽ không có nữa người thứ hai bệnh nhân nguyện ý cho hắn trị liệu. Như vậy, Giang Sách mặc dù nắm giữ cứu người thuật, cũng không tế với sự tình. Hết lần này tới lần khác loại này thời điểm mấu chốt, còn có này không biết chuyện nhân đi lên làm loạn, tăng thêm phiền não. Từng cảnh tượng ấy, toàn bộ đều bị lão thiên tôn an bài nằm vùng nhìn ở trong mắt, đồng thời dùng camera cho chụp lén xuống dưới, trước tiên truyền cho lão thiên tôn những tin tức kia truyền thông. Cái này, có náo nhiệt nhìn. Vô lương lang băm nói dối có thể trị rắn độc, cứu trị hay sao giết ngược vô tội lão giả, càng người đối diện thuộc quyền đấm cước đá. Một cái hấp nhân con mắt kính bạo tin tức, rất nhanh thì ở xã giao truyền thông truyền lên mở, đăng lại đọc nhân số, nửa phút liền vượt ngàn vạn. Toàn bộ dư luận hoàn cảnh đều đối với Giang Sách bất lợi. Hắn, đã hoàn toàn trở thành một cái tội nhân. Tin tức bị bệnh viện người bệnh người nhà sau khi biết, đại gia cũng bắt đầu nghi vấn, thóa mạ Giang Sách, cũng chuẩn bị đem người bị thương mang đi, kiên quyết không thể cho loại này lang băm trị liệu. Càng khoa trương hơn là, cảnh sát nhận được đại lượng điện thoại báo cảnh sát, rơi vào đường cùng lựa chọn ra cảnh, muốn đi đem lang băm Giang Sách chóc nã quy án. Lúc này đây, Giang Sách khó khăn. Vẽ còn tập đoàn, lão thiên tôn đứng ở to lớn cửa sổ thủy tinh trước, nhìn ngoài cửa sổ đèn neon, trong đầu nhạc khai liễu hoa. Hắn bí thư mới Diêu Châu cầm một phần báo cáo đi đến. Lão thiên tôn, đại hỷ sự. Hiện tại toàn bộ võng thảo phạt Giang Sách. Nói hắn là lang băm sát nhân, lúc này Giang Sách không chỉ có riêng là bị đuổi ra Yến Thành đơn giản như vậy, náo không tốt, còn phải ở trong tù ngồi chuồng hổ mấy năm. Chúng ta bên này tin tức truyền thông đã đem lớn nhất hỏa lực đều đem ra hết, thế tất yếu đem Giang Sách cho lấy được chết. Lão Thiên Tôn vui vẻ gật đầu, còn nói thêm, như thế vẫn chưa đủ, nhanh lên tổ chức người đi nhân tâm y viện nháo sự, làm cho Giang Sách không được an bình. Minh Bạch Siêu Châu xoay người rời phòng làm việc, ngay lập tức sẽ triệu tập nhân thủ đi nhân tâm y viện nháo sự. Kỳ thực nhân thủ ngay từ đầu liền chuẩn bị được rồi, Siêu Châu phải làm, chính là phát một cái tin nhắn ngắn, hành động. Sau đó, này ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt lắm người toàn bộ đều đi công kích nhân tâm y viện, cô thiết côn, làm bộ vì dân trừ hại bộ dạng, muốn đem nhân tâm y viện cho triệt để bị hủy. Còn không chờ bọn hắn đạt được hiện trường. Đã bị dám đến cảnh sát cản lại. Lúc này đây tới rồi trợ giúp Giang Sách chính là khu trưởng Tiêu Học Thần. Vừa mới Giang Sách trong điện thoại cùng Tiêu Học Thần nói, trong khoảng thời gian này cần phải cam đoan an toàn của hắn, cấm bất luận kẻ nào qua đây nháo sự. Cho nên Tiêu Học Thần cũng sáng sớm an bài cảnh sát ở phụ cận nhìn, đợi lão thiên tôn nhân sau khi đến, liền lập tức triển khai ngăn trở công tác. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu như Giang Sách không thể đem lão nhân kia ra chỉ hết nói, giống như vậy nháo sự còn có thể tiếp nhị liên tam phát sinh. Đến lúc đó sợ là Tiêu Học Thần vì cho dân chúng một cái công đạo, không thể không mang đi Giang Sách. Thời gian rất gấp gáp. Nhân tâm trong bệnh viện. Mặc kệ người khác ầm ĩ thế nào làm sao mắng, Giang Sách cũng không di chuyển như núi, một bài ấn xuống đứa con trai kia cổ, đem hắn gắt gao ấn ở trên tường. Những người khác gây chuyện. Toàn bộ đều giao cho mình chính là thủ hạ đi xử lý. Hiện tại chỉ cần đợi huyết thanh xử lý xong. Nhân tâm bệnh viện bác sĩ đều là cao cấp nhất, chế tác một phần huyết thanh thời gian cũng không lâu, 2 phút tả hữu liền hoàn thành.
Bọn họ cầm huyết thanh đi tới trước giường bệnh, nhìn Giang Sách liếc mắt, khi lấy được Giang Sách khẳng định sau, bọn họ cho chết đi lão nhân tiêm vào huyết thanh. Đứa con trai kia vừa vội vừa tức, tức giận gầm to, các ngươi dừng tay cho ta. Ba ta đều chết hết, các ngươi còn muốn đối với hắn làm cái gì? Các ngươi đây là đang vũ nhục thi thể, đây là đang khinh nhờn thần minh. Các ngươi chết không yên lành, các ngươi xuất môn đã bị xe đụng. Hắn là nói cái gì khó nghe đã nói cái gì. Rất nhanh, huyết thanh tiêm vào hoàn tất. Bác sĩ nhìn Giang Sách nói rằng, Giang tiên sinh, sau đó phải làm như thế nào? Giang Sách không nói hai lời, giơ tay lên hay dùng một sợi dây đem đứa con trai kia cho cột vào trên chân bàn, sau đó chính mình đi tới bên giường, bắt đầu một cây giải trừ hết trên người ông già ngân châm. Ngất thuật, giải khai. 10 cái ngân châm rất nhanh thì đã trừ rớt, Giang Sách nhìn chằm chằm lão nhân nhìn, tim đập chậm rãi nhanh hơn. 1S, 2S, 10S. Hô lão nhân lần nữa khôi phục hô hấp, từ tử vong trong tỉnh lại. Chậm rãi mở niên mại hai mắt. Ta, đang ngủ sao? Lão nhân lẩm bẩm. Cái kia bị trói chặt con trai trợn tròn mắt, quả thực không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt, đã ngừng thở, không có nhịp tim cha già, lại còn có thể như kỳ tích tỉnh lại. Gạt người a, cái này, nằm mơ sao? Hắn nhìn chung quanh, lại bấm chính mình một bả, không thành vấn đề, là hiện thực. Nhưng trong hiện thật sao lại thế phát sinh như thế chăng chân thật sự tình. Giang Sách đi tới giải khai hắn sợi dây, nói rằng, có thể, cha ngươi rắn độc đã triệt để trừ tận gốc, hiện tại ngươi có thể mang ngươi phụ thân về nhà nghỉ ngơi. A, à, đứa con trai kia nhìn nữa cha của mình, khí sắc quả thực khôi phục như lúc ban đầu, rắn độc đã cởi ra, thực sự giải khai. Trong nháy mắt, hắn mừng đến chảy nước mắt. Ầm một tiếng, đứa con trai kia trực tiếp quỵ ở Giang Sách trước mặt, cạch cạch rầm dập đầu. Xin lỗi Giang tiên sinh, là ta hiểu lầm ngươi. Thiếu chút nữa ta là được tội nhân. Ta thiếu chút nữa hại chết phụ thân, kém hơn một điểm làm hại ngài trở thành tội nhân. Ta chết tiệt, ta tiêm đích thực nên đi chết a. Hắn giơ tay thì cho chính mình một cái lỗ tai to quát tử, na bàn tay phiến thật là gọi một cái rất, đánh chính mình khóe miệng đều chảy máu, nhìn ra được là thật hối hận. Giang Sách nhìn hắn một cái, nói rằng, một tát này, đủ để thấp qua lỗi lầm của ngươi, mang ngươi phụ thân trở về đi, ta còn muốn trị liệu xong một cái người bệnh. Ồ ồ ồ, tốt. Hắn nhanh đi qua đỡ phụ thân từ trên giường bệnh xuống tới, vừa cùng Giang Sách nói lời cảm tạ một bên ly khai. Được rồi, Giang Sách gọi lại hắn, nói rằng, cha ngươi rắn độc tuy là giải khai, nhưng hắn tuổi già nhiều bệnh, về sau ngươi chính là nhiều hắn tới y viện nhìn, ta sẽ giúp hắn đem những thứ khác tật bệnh cùng nhau trị liệu, ngày hôm nay thời gian cấp bách, thật ngại quá, không có thời gian xử lý. Lời này nhưng làm người cho cảm động phá hủy. Cái gì là Bồ Tát sống? Đây chính là Bồ Tát sống. Giang tiên sinh, ngài thực sự là trên đời này nhất người hiền lành nhất. Phong Bình lập tức xảy ra chuyển biến cực lớn, thì ra đối với Giang Sách thống hận người, lúc này mang ơn. Đặc biệt bên ngoài gây chuyện người bệnh người nhà, lúc này mỗi một người đều đừng nháo chuyện, bọn họ kinh ngạc nhìn từ bên trong đi ra lão nhân, ngạc nhiên nguy. Lão nhân kia vừa mới nhưng là đều phải chết, lúc này cư nhiên có thể đi bộ. Rắn độc toàn bộ đều giải khai. Thực sự là nguy, Giang Sách thực lực thực sự đạt tới kinh khủng cảnh giới. Đôi ngư hướng về phía bọn họ nói rằng, hiện tại các ngươi đều tin tưởng rắn độc là có thể hiểu đi. Ai còn muốn nháo sự? Còn nháo sự? Ai dám a? À? Tất cả mọi người đối với Giang Sách y thuật phục sát đất. Rất nhanh, người thứ hai người bệnh đã bị tặng tiến đến. Giang Sách vẫn là dùng ngất phương pháp tới trị liệu bệnh nhân, sau đó làm cho các thầy thuốc đi chế tác huyết thanh. Có một lần kinh nghiệm, các thầy thuốc tốc độ nhanh hơn. Phối hợp Giang Sách cũng liền càng thành thạo, hơn nữa lần này người bệnh người nhà nhóm an tĩnh sinh ra, cũng sẽ không bao giờ bởi vì bệnh nhân ngất liền nháo sự. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Đôi ngư cũng không nhàn rỗi, hắn ngay lập tức sẽ đem tìm tới người một nhà, đem nơi này hết thảy đều báo cáo đi ra ngoài. Tin tức truyền thông, không chỉ có riêng chỉ có Lão Thiên Tôn nắm giữ, Giang Sách bọn họ bên này nhưng là cũng nắm giữ đại lượng tin tức truyền thông. Tin tức mới nhất trước tiên cũng là có thể truyền bá ra ngoài. Rất nhanh,
Giang Sách diệu thủ hồi xuân, trị liệu rắn độc tin tức liền truyền bá đi ra ngoài. Cái này khiến, toàn bộ Yến Thành người đều mộng ép. Vừa mới bọn họ vẫn còn ở phun Giang Sách, thóa mạ Giang Sách, kết quả mấy phút sau khi đi qua, Giang Sách là được cứu thế chủ, trở thành thần minh thông thường nhân vật vĩ đại. Biến hóa này không khỏi cũng quá nhanh một điểm a. Khó xử nhất chính là, có vài người đều đem nhục mạ Giang Sách lời nói cho biên tập được rồi, liền chuẩn bị phát, kết quả lại chứng kiến Giang Sách cải tử hồi sanh y thuật thần kỳ, vội vàng đem những lời này cho cắt bỏ, sau đó một lần nữa biên tập khích lệ Giang Sách lời nói. Ha ha, ta đã sớm biết Giang Sách là một thần y. Trong thời gian rất ngắn, đối với Giang Sách phong bình có 180 độ chuyển biến lớn, lão thiên tôn phái đi gây chuyện đám người kia cũng bối rối. Không phải nói tốt cùng nhau vây công Giang Sách sao? Làm sao chỉ có một lát sau, liền lại thổi phồng bắt đầu Giang Sách rồi? Trước đây sau thái độ chênh lệch biến hóa cũng quá lớn đi. Cuối cùng, đám người này chỉ phải phẫn nộ mà về. Cũng phải thua thiệt Giang Sách ở thời khắc tối hậu trị lão nhân kia, nếu không, thực sự không biết sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Giờ này khắc này tức giận nhất không ai bằng lão thiên tôn. Hắn sáng sớm từ Long Chảo bên kia nhận được tin tức, nói xong đầu rắn độc là căn bản không có thuốc nào chữa được, vậy bây giờ chuyện gì xảy ra? Vì sao Giang Sách đem người cứu sống? Chỉ có thể nói, Giang Sách y thuật đã vượt qua lão thiên tôn, Long Chảo bọn họ nhận thức. Lão thiên tôn ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, vô cùng tức giận. Bí thư Diêu Châu chứng kiến lão thiên tôn na có vẻ tức giận, bỗng nhiên trong lúc đó sinh lòng nhất kế, lại gần nói rằng, lão thiên tôn, ta có một cái biện pháp có thể cho Giang Sách chơi xong. Lão thiên tôn bán tín bán nghi. Đã không biết bao nhiêu người nói qua lời như vậy rồi, không có một lần thực hiện. Trước tiên nói một chút về xem. Diêu Châu nhỏ giọng nói rằng, cái gọi là không bột đố gột nên hồ, Giang Sách hắn y thuật lại nghiêu xoa, nếu như không có dược liệu, vậy hắn còn cứu cái giám người. Một chiêu này, nếu như phóng tới Tam Quốc bên trong, đó chính là thiêu hủy bên ngoài lương thảo, để cho địch nhân hết gạo sạch đạn. Cao A. Tuy nói tổn hại rồi điểm, nhưng quả thực đi hữu hiệu. Không được, lão thiên tôn bỗng nhiên phản ứng kịp. Nói rằng, bị hủy Giang Sách dược liệu cũng vô dụng thôi, bọn họ tùy thời có thể lại đi mua đồ ăn. Toàn bộ Giang Nam khu nhiều như vậy dược liệu thương, ta cuối cùng không thể toàn bộ đều bị hủy a. Siêu Châu nở nụ cười, lão thiên tôn ngài thực sự là hồ đồ, Yến Thành dược liệu không phải đều nắm giữ ở chúng ta vẽ thượng tập đoàn trong tay sao? Ngài chỉ cần chơi một mất tích bí ẩn, những dược liệu kia liền không thể di chuyển. Đến lúc đó... Giang Sách bọn họ đi đến nơi nào cả dược liệu. Chờ bọn hắn từ chỗ khác thành thị đem dược liệu vận tới, này trọng chứng người bệnh đã sớm nấc nhi dám rồi. Hay, lão thiên tôn giơ ngón tay cái lên, cứ làm theo như ngươi nói. Tại xác định kế sách sau đó, Diêu Châu ngay lập tức sẽ thông chi thuộc hạ nhân đi làm việc. Bọn họ ở nhân tâm y viện nhưng là an bài nằm vùng, xen lẫn trong thân nhân bệnh nhân bên trong, căn bản là phân chia không ra. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, Giang Sách dược liệu có thể rất thoải mái hủy diệt. Thời khắc này Giang Sách đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn quá mệt mỏi, cũng quá chuyên chú. Giang Sách tất cả lực chú ý toàn bộ đều ở cứu trị người mắc bệnh trên người, cộng thêm nhiều ngày tới nay vất vả, căn bản là không rảnh phân tâm việc. Ở lại cứu trị một cái người mắc bệnh sau đó, Giang Sách đem đôi ngư thét lên bên người. Nói rằng, đi đem cái kia gây chuyện lão đại mụ tìm đến. Không cần nhiều giải thích, đôi ngư lý giải Giang Sách ý tứ. Trước Giang Sách nói không phải cứu lão đại mụ con trai, nhưng thật ra là giết gà dọa khỉ, hù dọa nàng cho người khác nhìn, lấy Giang Sách phần kia lòng nhân từ, sẽ không thực sự thấy chết mà không cứu được. Rất nhanh, lão đại mụ tới. Vào lúc này lão đại mụ đã không có phía trước khí thế, hai con mắt đã sớm khóc đỏ. Vừa thấy được Giang Sách, nàng phù phù một tiếng liền quỳ trên đất, Giang tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu nhi tử của ta a, hắn chỉ có 20 tuổi, hắn không thể chết được a. Ngài nếu như hoàn sinh ta khí, ta đây liền một mạng đổi một mạng, dùng của ta mệnh đến lừa ta mạng của con trai. Lão đại mụ tình nguyện chính mình chết, cũng không thể chứng kiến con trai bảo bối chết. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Giang Sách cũng không có làm khó dễ nàng.
trực tiếp nói, tìm ngươi qua đây chính là muốn nói chuyện này, đi đem ngươi con trai mang đến a, ta hiện tại trị cho hắn. Lão đại mụ trên mặt của trong nháy mắt toát ra vui sướng quang mang, thật vậy chăng? Giang tiên sinh ngài thực sự bất kể hiềm khích lúc trước, nguyện ý cứu ta con trai sao? Đôi ngư ở một bên nói rằng, đương nhiên là thực sự, chỉ bất quá lão đại mụ ngươi về sau nên chú ý một chút, về sau đừng để qua quyết oan uổng người tốt. Sẽ không, ta cũng sẽ không nữa. Lão đại mụ vui mừng chạy đi đem mình con trai cho nhận lấy, mọi người thấy Giang Sách như thế chẳng tính toán hiềm khích lúc trước, cũng vì hắn giơ ngón tay cái lên. Người tốt ở đâu? Nhưng không khéo chính là, đang ở Giang Sách chuẩn bị ghim kim cứu người thời điểm, một hồi hết ý hỏa hoạn cắt đứt hắn. Chuyện gì xảy ra? Giang Sách hét lớn một tiếng. Đôi ngư đi ra ngoài kiểm tra một vòng, chạy trở lại nói rằng, thống suất, đã xảy ra chuyện. Nói, có người chuồn êm vào hiệu thuốc, đem chế tác huyết thanh thiết bị cùng dược liệu toàn bộ đều thiêu hủy. Oanh! Tin tức này truyền tới, không riêng gì Giang Sách. Tất cả người bệnh người nhà cũng như bị sét đánh. Dược liệu, thiết bị đều bị hủy. Cái này, ai làm thứ chuyện thất đức này? Giang Sách đình chỉ động tác trong tay, không có huyết thanh, vậy hắn ngất thuật sẽ không có ý nghĩa. Có khả năng loại chuyện như vậy người, Giang Sách trong lòng rõ ràng. Không phải Long Trảo chính là Lão Thiên Tôn. Hiện tại đi tính toán những thứ này không có ý nghĩa. Mục đích của đối phương chính là kéo dài thời gian, làm cho Giang Sách cứu người không thể hành động tiến hành thuận lợi, sau đó có nữa tương huân giải lời đồn, đánh đuổi Giang Sách. Cho nên bây giờ không phải tính toán tìm ai tính sổ thời điểm. Mục đích chủ yếu là tìm kiếm thuốc mới tài cùng thiết bị. Điện thoại di động. Cái này. Giang Sách từ đôi ngư trong tay nhận lấy điện thoại di động, ngay lập tức sẽ cho khu trưởng Tiêu Học Thần bấm điện thoại. Nói ba xạo đem nhân tâm bên trong bệnh viện sự tình nói một lần, yêu cầu Tiêu Học Thần phối hợp, từ bệnh viện phụ cận, tiệm thuốc các nơi, vận chuyển dược liệu vật tư qua đây. Loại chuyện như vậy đối với Tiêu Học Thần mà nói cũng không phải là việc khó gì, hắn đáp ứng một tiếng. Kế tiếp, chính là chờ đợi thời khắc. Giang Sách nhìn treo trên tường đồng hồ, trong đầu sốt ruột vạn phần. Đám người này thủ đoạn thật là có đủ ác tha, vì đối phó chính mình. Không tiếc cầm lên trăm tên người vô tội làm pháo hôi. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đôi ngư nói rằng, thống suất, ở dược liệu vật tư trở tới trước, người trước một lát thôi à. Người đã thật lâu không có nghỉ ngơi, lớn như vậy cường độ công tác, biết mệt suy sụp. Giang Sách gật đầu. Lý trí nói cho hắn biết, bây giờ chọn lựa nghỉ ngơi, là chính xác nhất hợp lý nhất hành vi. Có thể hết lần này tới lần khác trời không tốt. Đang ở Giang Sách vừa mới chuẩn bị tiểu mị một hồi, Tiêu Học Thần điện thoại của liền bấm qua đây. Chuyển được. Giang Sách hỏi, dược liệu vật tư từ lúc nào đưa tới? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tiêu Học Thần bất đắc dĩ thêm phẫn hận thanh âm, Yến Thành dược liệu cùng thiết bị đều trưởng khống đang vẽ thượng tập đoàn trong tay. Vẽ thượng tập đoàn. Đau đầu a. Giang Sách nói rằng, hiện tại loại thời điểm này, coi như là Lão Thiên Tôn cũng không có lý do cự tuyệt a. Với hắn gắng phải, Tiêu Học Thần thở dài, trong giọng nói mang theo oán khí, nói rằng, có thể muốn ta làm nhưng sẽ phải, vấn đề là, Lão Thiên Tôn hắn tiêu thất. Tiêu thất? Không sai, toàn bộ vẽ thượng tập đoàn người đều không biết Lão Thiên Tôn đi nơi nào, bí thư của hắn Diêu Châu thử liên hệ, cũng liên lạc không được. Không có Lão Thiên Tôn gật đầu, những dược liệu kia cùng thiết bị, ai cũng không nhúc nhích được, phiền toái. Đây chính là nhất kiện rất chuyện thần kỳ rồi, trước đây Giang Sách không muốn thấy Lão Thiên Tôn thời điểm, làm sao đều tránh không thoát, ngày hôm nay muốn tìm hắn, người ngược lại không thấy. Cái này muốn nói không phải cố ý, sẽ có người tin tưởng sao? Từ Lão Thiên Tôn biểu hiện đến xem, đó là khẳng định cố ý trốn đi, càng thêm nói rõ nhân tâm y viện dược liệu bị hủy sự tình, đó chính là Lão Thiên Tôn khiến người ta làm. Nhưng thật ra phù hợp Lão Thiên Tôn cho tới nay người thiết, hắn chính là chỗ này kiểu đơn giản trực tiếp. Nếu như đổi thành Long Trảo tới làm những chuyện này nói, vậy thì không phải là hủy diệt dược liệu, ước đoán sẽ đem tất cả quá thời hạn, giả dược liệu xen lẫn trong thật dược liệu bên trong, sau đó cố ý hãm hại Giang Sách một bà. Lão Thiên Tôn cùng Long Trảo hai người kia, một cái tàn bạo, một cái âm hiểm.
Giang Sách phải đồng thời ứng phó lưỡng chủng phương thức thủ đoạn công kích, có đôi khi thật vẫn ăn không tiêu. Ngươi không có cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ nhân, đồng dạng ngươi cũng không có biện pháp tìm được một cái cố ý trốn người, nói không chừng lão thiên tôn đang ở vẽ còn trong tập đoàn uống trà, xem tivi, chính là không được thấy ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Lão thiên tôn cũng không phải tội phạm, ngươi không có quyền lực mạnh mẽ xông vào bắt người. Na, nếu như cướp đoạt lão thiên tôn dược liệu cùng thiết bị, hoặc giả nói là, mạnh mẽ trưng dụng, cũng không được. Lão thiên tôn nhất định sẽ mệnh lệnh thuộc hạ nhân liều mạng chống lại, đến lúc đó chỉ biết đem sự tình gây hỏng bét hơn, hướng phía tệ hơn phương hướng phát triển. Làm sao bây giờ? Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là từ những thành thị khác điều vật tư qua đây. Giang Sách cùng Tiêu Học Thần phân công nhau hành động, lợi dụng mỗi người bọn họ giao thiệp tài nguyên, từ thành thị gần nhất điều vận nhóm lớn chữa bệnh vật tư qua đây. Nhưng nhanh nhất, cũng cần 6 canh giờ. Hơn nữa đưa tới vật tư cũng không đủ đủ trị liệu trên 100 người, còn phải không ngừng điều. Giang Sách bọn họ có thể chờ, người bệnh chờ nổi sao? Mặc dù nói, ở bên trong thân thể song đầu rắn độc, 24 giờ sau đó mới có thể tử vong, nhưng cái này không tuyệt đối a. Các tuổi trẻ lực thắng các tiểu tử, từng cái khiêng 24 giờ không là vấn đề, nhưng này chút 4-5 tuổi tiểu hài tử, 7-8 chục lão nhân, gánh nổi sao? Rất nhiều lão nhân vốn là thân thể không tốt, các loại khuyết điểm, không có chung rắn độc đều nửa thân thể xuống đất. Đối với cái này dạng người bệnh mà nói, mỗi nhiều dây dưa một giây, là hơn tăng một phần phiêu lưu. 6 canh giờ a, không phải khoa trương, những vật này vận chuyển đến rồi, đoán chừng phải có hơn 10-20 người biết gánh không được, đi trước một bước. Đối với Giang Sách mà nói, bất kỳ một cái nào người mắc bệnh tử vong, đều có thể đưa tới hắn thân bại danh liệt, huống chi lập tức tử vong hơn 10-20. Giang Sách ngồi ở cửa trên bậc thang, thở thật dài. Gió lạnh thổi ở trên mặt. Có chút không làm sao được. Tu La Chiến Thần, cũng có cảm thấy thúc thủ vô sách thời điểm, không phải Giang Sách năng lực không được, thật sự là không bột đố gột nên hồ. Trước sau đối mặt Long Chảo, Lão Thiên Tôn 3 lần 4 lượt thiết kế hãm hại, Giang Sách lại thần, cũng mau gánh không được rồi. Hết lần này tới lần khác bên này người bệnh người nhà vẫn còn ở bên trong bệnh viện nháo sự, các loại chửi ầm lên, chỉ trích Giang Sách không có bảo vệ tốt dược liệu, nếu như gia thuộc của bọn họ chết, na tất cả đều là Giang Sách lỗi. Đối với cái này chút ngang ngược không biết lý lẽ, hồ dảo man triền người, người lại có thể làm gì chứ? Đôi ngư vừa vội vừa tức, hận không thể đi tới cho những người đó hai cái lỗ tai to quát tử, lại bị Giang Sách cho ngăn trở. Lúc này động thủ đánh người, ngoại trừ trở nên gay gắt mâu thuẫn, làm cho lão thiên tôn chế giễu ở ngoài, cái gì khác tác dụng cũng không có. Lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, Giang Sách chạy xe không chính mình. Giờ này khắc này, chỉ có kiên trì đợi vật tư đưa tới, chứ không có cách nào khác. Bên kia, tuân thủ nghiêm ngặt nhà trong đại sảnh. Long Chảo một tay cầm đùi gà một tay bưng ly rượu đỏ, vừa uống vừa nói, con bà nó. Cái này lão thiên tôn có thể a, lại muốn ra như vậy xấu xa biện pháp. Hắn đây là định đem Giang Sách kể cả những người bệnh kia cùng nhau đều chỉnh chết nhịp điệu a, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Còn không thấy ngại nếu nói đến ai khác, chính hắn không phải là không. Tiểu Đào cười ha hả nói, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, phải như thế nào cho lão thiên tôn một hợp lý giải thích. Chúng ta mang tới song đầu xà thật không ngờ bị Giang Sách y thuật cho đánh bại. Không nghĩ tới lão thiên tôn tự lực cánh sinh, thi triển càng thêm tàn nhẫn kế sách. Long Chảo cắn một hớp lớn đùi gà, nói rằng, nói thật ra, ta cũng là thật không nghĩ tới Giang Sách y thuật cao siêu như vậy. Bao nhiêu danh y đều không giải quyết được song đầu rắn độc, Giang Sách cư nhiên như thử thời gian ngắn ngủi tìm ra phương pháp phá giải, sách sách sách. Hoàn hảo lão thiên tôn ngoan độc, nếu không, ta lại muốn thua bởi Giang Sách trong tay. Hai người bọn họ hữu thuyết hữu tiếu, mừng rỡ xem Giang Sách xấu mặt. Hiện tại cục diện này, đó chính là vô giải. Giang Sách y thuật của ngươi lại cao minh, ngươi không có thiết bị cấp dược liệu, còn có thể vô căn cứ sáng tạo ra huyết thanh hay sao? Tất cả vật tư đều trưởng khống đang vẽ còn tập đoàn trong tay, ngươi đoạt lại không thể đoạt, mượn lại không mượn được. Chờ ngươi từ nơi khác đem vật tư trở tới, không biết bao nhiêu lão nhân, tiểu hài tử gánh không được chết trước rồi.
đến lúc đó Tương Huân cùng với tin tức truyền thông đẩy nữa sóng trợ lan, này mất đi thân nhân người nhà nhóm căn bản cũng sẽ không bảo trì lý tính, nhất định sẽ liều mạng điên cuồng công kích Giang Sách. Người Giang Sách có thể đánh Lão Thiên Tôn, có thể giết Tiếu Canh. Thế nhưng người có thể giết bình dân dân chúng sao? Người không hạ thủ được. Người cũng không thể hạ thủ. Cho nên, bây giờ cục diện này chẳng khác nào đem Giang Sách bước cho trên tuyệt lộ, liền phát sinh kỳ tích có khả năng cũng không tồn tại. Long Trảo Lạc 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 vừa cười vừa nói, đêm nay đi qua, Giang Sách phải thu dọn đồ đạc cút đi lạc. Thật sự là người tốt sống không lâu, vương bát sống vạn năm a. Nhân tâm y viện. Hỏng bét. Có người tuyệt vọng gào khóc, có người trốn tránh trách nhiệm chửi ầm lên, có người mang mang lục lục xử lý vấn đề, người nhiều hơn hai mắt trống rỗng ngồi trên mặt đất, đợi chuông báo tử kêu vang. Tuyệt sử, tuyệt lộ, tuyệt cảnh. Oanh, oanh, rầm rầm rầm. Ân, Giang Sách đang ngồi ở trên bậc thang hút thuốc, đột nhiên liền nghe được từng tiếng như là xe tải lớn mở thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không sai. Quả thật có hơn 10 chiếc xe tải lớn hướng phía nhân tâm bệnh viện phương hướng lái tới. Đây là... Giang Sách sửng sốt một chút, không rõ những thứ này xe tải tới mục đích. Một bên Đôi Ngư cắn răng nói rằng, đám người này có phải hay không hơi quá đáng. Đốt chúng ta dược liệu không nói, còn dám tìm tới cửa đánh lộn. Thật coi chúng ta dễ khi dễ sao. Đôi Ngư đang chuẩn bị triệu tập thủ hạ, bị Giang Sách một bả bấm lên. Các loại. Ân, Đôi Ngư lăng lăng nhìn Giang Sách, cái này có gì đợi lâu. Nhân gia đều đánh tới cửa rồi. Chỉ thấy Giang Sách phứt bỏ tàn thuốc trong tay, chậm rãi đứng lên, chăm chú nhìn na hơn 10 chiếc mở xe tải lớn, trong ánh mắt có một tia sợi nghi hoặc. Na, không giống như là tới đánh nhau dáng vẻ. Xe tải đội ngũ rất nhanh thì lái tới, tổng cộng 3 hàng, ở nhân tâm y viện phía trước dừng lại xong. Sau đó, chiếc xe đầu tiên cửa xe mở ra. Tài xế đi xuống, hướng về phía Giang Sách nói rằng, Giang tiên sinh, chúng ta tới đưa cho ngài vật tư rồi. Người khác liên lạc không được Lão Thiên Tôn, nhưng tiểu đào đó là muốn liên lạc liền nhất định có thể liên lạc. Rất nhanh, Lão Thiên Tôn liền đi tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Từ cái kia thở phì phò biểu tình là có thể nhìn ra, một lần này hành động thất bại, đối với hắn tạo thành đả kích thật lớn, chứ không nói trợ giúp Giang Sách đề cao danh tiếng. Chỉ là chính mình trốn đi không phối hợp cung cấp dược liệu điểm này, liền đủ mọi người hắc hắn cả đời. Thật sự là tiền mất tật mang. Cho nên Lão Thiên Tôn cho rằng Long Trảo tìm hắn qua đây là muốn nhục nhã hắn, quở trách hắn. Nhưng làm hắn vạn phần hết ý là, Na Long Trảo vừa thấy được Lão Thiên Tôn cũng không có bất luận cái gì một câu thô tục, ngược lại cười ha hả chỉ vào hắn nói rằng, Lão Thiên Tôn, ngươi có thể a, một chiêu này hủy bên ngoài lương thảo dùng thực sự là hay a. Lão Thiên Tôn lạnh mặt nói, ngươi không dùng tại nơi đây nói mát. Ta một mình hành động gây thành đại họa, có cái gì nghiêm phạt, nói đi. Long Trảo lắc đầu, ngươi hiểu lầm, hành động của ngươi còn không có thất bại. Không có thất bại. Lão Thiên Tôn rất là nghi hoặc, người mắc bệnh kia đều bị Giang Sách chữa lành, chả thế nào không tính là thất bại. Long Trảo vừa cười vừa nói, hành động của ngươi mặc dù không có trực tiếp đối với Giang Sách tạo thành đả kích, nhưng là lại hết ý đưa tới một người. Người nào? Xà Vương, Dư Diệu. Lão Thiên Tôn hé mắt, hắn đối với Dư Diệu cái này nhân loại cũng không có nhận biết nhiều lắm, chỉ biết là đã từng là tương huân nhân. Long Trảo nói rằng, tìm ngươi tới, là muốn nói cho ngươi một bí mật. Lão Thiên Tôn, ngươi biết ta đây song đầu xà là từ nơi nào lấy được sao? Lão Thiên Tôn lắc đầu. Long Trảo tiếp tục nói, cái hai đầu này xà, là năm đó Tương Huân vì tranh với người địa bàn, đối kháng người phệ tâm tán mà tìm người nghiên cứu chế ra. Là Long Mạch không muốn nhìn thấy các người nhị hổ tương tranh, ở Tương Huân muốn với người động thủ trước, sai người đem mang đi. Thì ra là thế. Cảm tình song đầu xà ngay từ đầu chính là Yến Thành gì đó. Long Trảo lại hỏi, vậy người biết song đầu xà là ai nghiên cứu chế ra sao? Lão Thiên Tôn đương nhiên là không biết, thế nhưng, hắn rất thông minh. Long Trảo trước nói đưa tới một người thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, vậy khẳng định là có phía sau chuyện xưa, hơn nữa, Dư Diệu vừa có xả vương xưng hào. Cho nên, Lão Thiên Tôn suy đoán nói, cái hai đầu này xà chẳng lẽ chính là Dư Diệu chế tạo ra a?
Bingo, đáp đúng. Long Chảo nói rằng, song đầu xà, là Dư Diệu cùng Trần Lão liên thủ chế tạo ra. Còn có Trần Lão. Trong lúc nhất thời, Lão Thiên Tôn trên mặt của toát ra nụ cười sung sướng. Bí mật này thật đúng là nguy a. Lần này chỉ bệnh cứu người hai đại công thần Dư Diệu cùng Giang Sách, một cái chế tạo song đầu rắn hung phạm, một người khác là hung phạm đồ đệ. Ha ha, cái này rất nại nhân tầm vị. Lão Thiên Tôn tâm tình nhất thời tốt, hắn thấy được chuyển bại thành thắng rực rỡ. Cái gì cũng không nói, hắn trực tiếp bưng lên chén rượu trên bàn, cũng không hỏi bên trong đựng là rượu gì, cũng không để ý là ai đã uống, trực tiếp ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Long Chảo nhìn uống cạn chén rượu, mất hứng nói rằng, đây chính là ta tìm 2 triệu mua 82 năm rượu nho a, thực sự là tuyệt không khách khí a. Ở Lão Thiên Tôn sau khi rời khỏi, Tiểu Đào có chút lo lắng hỏi, chủ nhân, ta biết người muốn làm cái gì, người đem bí mật này thả ra ngoài, nhất định sẽ đem Dư Diệu cùng Giang Sách đóng vào sỉ nhục trụ trên, nhưng ngươi sẽ không sợ ngay cả Tương Huân cũng cùng nhau bị thu thập rồi không? Phải biết rằng, Dư Diệu cùng Trần Lão cũng chỉ là nghe mệnh hành sự, chân chính bày ra chế tạo xong đầu rắn, đây chính là Tương Huân a. Bí mật này thống xuất khứ, Tương Huân không xong đời. Tuy nói Tiểu Đào không thích Tương Huân, nhưng hắn dù sao cũng là Long Mạch ở Yến Thành chính là lời nói người, có hơn 1.000 năm gia tộc truyền thừa, muốn động Tương Huân, na trước hết trưng cầu Long Mạch đồng ý mới được. Cái này một phần lo lắng, làm cho Tiểu Đào có chút bất an. Nhưng mà, Long Chảo lại cười ha hả nói, người a, chính là lo sợ không đâu. Yên tâm đi, chuyện này sẽ chỉ làm Giang Sách cùng Dư Diệu bị liên lụy, Tương Huân chắc là sẽ không bị dính líu. Vì sao, Tiểu Đào khó hiểu. Rất đơn giản a, Lão Thiên Tôn biết rảnh rỗi không có chuyện gì đem Tương Huân cũng liên lụy vào sao. Hắn chỉ biết nói, song đầu xà là Dư Diệu cùng Giang Sách sư phụ phụ Trần Lão chế tạo ra. Lão Thiên Tôn bên này nhất định là sẽ không bại lộ Tương Huân, nhưng người khác đâu. Tiểu Đào nói rằng, vậy nếu là Giang Sách hay hoặc là Dư Diệu đem Tương Huân lôi xuống nước. Yên tâm, sẽ không. Long Chảo lời thề son sắt nói, Tiểu Đào, người không muốn chỉ dùng suy nghĩ của chúng ta phương thức đi suy nghĩ vấn đề, càng nhiều hơn thời điểm, người cần địch nhân phương thức suy nghĩ đi suy nghĩ vấn đề. Địch nhân phương thức suy nghĩ. Không sai. Long Chảo lại rót đầy một chén rượu, nói rằng, Giang Sách cùng Dư Diệu, bọn họ nhưng là chính nhi bát kinh đích hảo nhân, mà người ta như vậy chính là phần tử xấu, người biết người tốt cùng người xấu phân biệt sao? Tiểu Đào lắc đầu. Long Chảo uống một hớp rượu, nói cho hắn sự khác biệt này ở nơi nào. Người tốt, làm một chuyện gì đều cũng có nguyên tắc có điểm mấu chốt, mà phần tử xấu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Giang Sách cùng Dư Diệu, bọn họ sẽ vì hai huynh đệ sườn cắm đao, sẽ kiên trì trong lòng bọn họ thiện niệm. Cho nên, bọn họ tình nguyện hy sinh mình cũng muốn bảo toàn đồng bạn. Người hoàn toàn có thể yên tâm. Giang Sách bọn họ căn bản sẽ không đem Tương Huân phá tan lộ ra, dù sao bọn họ trước nhưng là cộng đồng hợp tác tốt đồng bạn a. Tiểu Đào gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn nói rằng, đám người này thật là ngu, vì cái gì chân thiện mỹ liền chân tay co cóng, ha ha, nhàm chán ngu ngốc. Sai, ngươi lại sai rồi. Long Chảo nói rằng, bọn họ những thứ này người tốt làm việc, có nguyên tắc có điểm mấu chốt. Mặc dù nói làm lên sự tình tới sẽ không hình trong chính mình cho mình thiết chí chắc trở, đưa tới làm chuyện gì đều ý thủ ý cước, chiêm tiền cố hậu. Thế nhưng, bọn họ hành động như vậy, sẽ cho mình cho đồng bạn mang đến cảm giác an toàn, có thể dùng đại gia tín nhiệm lẫn nhau, mọi người có lực một chỗ sử dụng. Đoàn kết, hỗ trợ. Không giống chúng ta, ai? Long Chảo thở dài, nói rằng, chúng ta những người xấu này a, làm việc không hề điểm mấu chốt. Bằng hữu gì, thân nhân, đồng học, tất cả đều có thể bán đứng. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề nghiêm trọng, ai cũng không thể tin, toàn bộ đội ngũ thất linh bát lạc, nội bộ đoàn thể nhỏ nhiều nguy. Hắn uống một hớp rượu, Tiểu Đào, ta còn thực sự không nói gạt ngươi, ta hiện tại thì em xem ai đều giống như phần tử xấu, xem ai đều cảm giác muốn ở sau lưng đâm ta một đao, ta là ngủ cũng không kiên định. Lại nói tiếp. Ta hầu hết thời gian thật đúng là ước ao Giang Sách, chỉ ít hắn có thể đem sau lưng của mình hoàn toàn giao cho đồng bạn, vĩnh viễn sẽ không lo lắng bị bán đứng, bị ném bỏ.
từng câu uống rượu xuống phía dưới, không biết vì sao, Long Trảo Viền mắt lại có một ít chút ướt át, tựa hồ nhớ ra cái gì đó khổ sở ký ức. Lúc này, Tiểu Đào vỗ bộ ngực nói rằng, chủ nhân ngươi yên tâm, mặc kệ người khác thế nào, ta nhất định sẽ vĩnh viễn khi ngươi cái khiên. Người khác muốn động ngươi, trước hết vượt qua thi thể của ta. Lời nói này, thật ra khiến Long Trảo cảm thấy ấm áp. Đã có bao lâu, lại không có nghe thế sao làm cho hắn cảm động rồi. Được rồi, không muốn nói những thịt này tê dại lời của, nhanh đi nhìn chằm chằm Lão Thiên Tôn, Giang Sách bọn họ, nhìn tiến triển mới nhất. Lão Thiên Tôn cái kia hàng, làm việc chưa bao giờ suy nghĩ nhiều muốn, tùy tính tình dính vào, thật sợ hắn đem sự tình làm hỏng. Tiểu Đào gật đầu, ta đây phải đi nhìn chằm chằm. Nói xong, hắn lập tức ly khai phòng khách, đi nhìn chằm chằm Lão Thiên Tôn, Giang Sách đám người tiến triển mới nhất. Nhìn Tiểu Đào bóng lưng rời đi, Long Trảo cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm cùng ấm áp. Hắn tự lẩm bẩm, Tiểu Đào, có một việc ngươi lầm, ngươi cũng không phải là ta khiên, ta mới là ngươi khiên a. Có bất kỳ người muốn động ngươi, trước hết vượt qua thi thể của ta. Long Trảo, hắn trên thế giới này đã không có thân nhân. Vốn đã đối với sinh mạng mất đi hy vọng hắn, ở Tiểu Đào dưới sự trợ giúp đi ra khốn cảnh. Ở trong lòng hắn, đã sớm đem Tiểu Đào cho rằng thân đệ đệ. Long Trảo, mới là này mặt cái khiên. Trải qua dài đến 12 giờ liên tục trị liệu, rất nhiều bác sĩ, hộ sĩ dưới sự phối hợp, ở đầy đủ chữa bệnh tư nguyên tiếp tế tiếp viện chung, Giang Sách cuối cùng là đem toàn bộ 113 người mắc bệnh đều chữa lành. Xong đầu rắn độc. Toàn bộ bị giải khai, không ai tử vong. Thậm chí trong quá trình này, Giang Sách còn có ý vô tình chỉ rất nhiều người mắc bệnh cái khác tật bệnh, để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Kết quả là, người bệnh người nhà nhóm liên thủ đưa tới Cẩm Kỳ, ngỏ ý cảm ơn. Diệu thủ nhân tâm, hành y tế thế, hoa đà tái thế, khởi tử hồi sinh, một mặt lại một mặt Cẩm Kỳ được đưa tới. Đại gia ở nhân tâm cửa bệnh viện đứng hàng nổi lên đội ngũ thật dài, ai cả đối với Giang Sách ngỏ ý cảm ơn. Bực này tràng diện, trăm năm khó gặp. Có người vui mừng có người buồn. Cùng Giang Sách được người tôn kính bất đồng, vẽ thượng tập đoàn Lão Thiên Tôn nhưng là bị chửi thảm. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là Lão Thiên Tôn bị hủy Giang Sách dược liệu, nhưng có một việc là mọi người đều biết, đó chính là ở Giang Sách gấp gáp thiếu dược liệu cứu người thời điểm. Tay cầm đại lượng tư nguyên Lão Thiên Tôn mất tích bí ẩn rồi. Lúc đó suýt chút nữa làm hại người bệnh tử vong. Nếu như không phải dư diệu đúng lúc đưa tới vật tư, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy là Lão Thiên Tôn sau lại cũng xuất hiện, đồng thời cũng đưa tới vật tư, nhưng này đã là ở vật tư đầy đủ dưới tình huống mới đưa tới. Có hắn không nhiều lắm không có hắn không ít, cho dù ai nhìn đều giống như vì ngăn chặn người khác miệng mà làm thanh tú. Cho nên, một nhóm lớn người bệnh người nhà ngay đầu tiên đi ngăn chặn vẽ thượng tập đoàn đại môn, treo lên hoành phi, cầm loa lớn chửi ầm lên. Vẽ thượng tập đoàn, Lão Thiên Tôn, lòng dạ hiểm độc công ty lão bản lòng dạ đen tối, chớ chú ngươi chết không yên lành. Lão Thiên Tôn, lăn ra đây, cho chúng ta một hợp lý giải thích. Cố ý trốn đi không phối hợp, suýt chút nữa làm hại người nhà của chúng ta tử vong. Nếu như ngươi không đứng đi ra cho một cái giải thích hợp lý. Ngày hôm nay, ta muốn đốt vẽ thượng tập đoàn đại lâu. Tình cảm quần chúng xúc động. Rất nhiều người đưa đến rồi thùng xăng, nhìn tư thế, là thật định cho Lão Thiên Tôn một điểm vị đắng nếm thử. Dưới tình huống như vậy, Lão Thiên Tôn không được cũng phải đi ra. Ở đại lượng bảo an, hộ vệ dưới sự hộ tống, Lão Thiên Tôn xuất hiện ở người bệnh thân nhân trước mặt, hắn cầm loa lên nói với mọi người, các vị, xin các ngươi giữ được tỉnh táo. Ta thừa nhận, ta là cố ý trốn đi không phối hợp vận chuyển dược liệu. Thế nhưng, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Nguyên nhân? Có cái gì nguyên nhân? Có nữa nguyên nhân, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn hơn trăm người chờ chết mà thờ ơ a. Không phải cứu người còn lý luận. Cẩu vật, lão tử hôm nay không phải đem ngươi đầu bẻ xuống nhét vào trong mông đít. Những người này một cái so với một cái nói còn khó hơn nghe. Đổi thành bình thường, Lão Thiên Tôn ước đoán đã sớm tức giận sai người động thủ, nhưng bây giờ không được, hắn đè nặng tức giận nói rằng, cũng xin đại gia bình tĩnh chớ nóng, nghe xong lý do của ta, tin tưởng mọi người biết lý giải ta.
Có người hô, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Hôm nay người nếu là cho ra lý do không thể phục chúng, vẽ còn tập đoàn từ nay về sau đem không tồn tại ở thế gian. Mắc giả gia thuộc điểm nộ khí đạt tới đỉnh phong, thiên biết bọn họ sẽ làm ra chuyện khác người gì. Lão thiên tôn tằng hắng một cái, hỏi, đầu tiên hỏi đại gia một vấn đề, các người biết cái hai đầu này xà là từ nơi nào tới sao? Vấn đề này nhưng thật ra đem mọi người cho đang hỏi. Trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua song đầu xà, trong một đêm đột nhiên xuất hiện, quả thực vẫn chưa có người nào làm rõ ràng chúng nó là từ nơi nào tới. Có người nói, song đầu xà tất nhiên ngục tới ma quỷ. Thế nhưng nói như vậy hiển nhiên là lừa dối tiểu hài tử, người trưởng thành sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng như vậy lời nói vô căn cứ. Vậy rốt cuộc chân thực nguyên nhân là cái gì? Lão thiên tôn chứng kiến tất cả mọi người trầm mặc không nói, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, các ngươi không biết, tốt, ta nói cho các ngươi biết. Cái hai đầu này xà, là có hai người vì đánh cắp yến thành quyền khống chế mà chế tạo ra. Mắc giả gia thuộc sắc mặt cũng thay đổi. Đây là bởi vì, không phải thiên hỏa. Người nào chế tạo, nói. Nói a, là cái nào hai cái vương bát đản, ta sẽ đi ngay bây giờ giết chết bọn họ. Lão thiên tôn cố ý dừng lại khoảng khắc, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều cho treo chân sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói, hai người kia, một cái xà vương dư diệu, một người là tuân thủ nghiêm ngặt nhà Trần Lão. Bây giờ Trần Lão đã chết, thế nhưng, hắn đã có cái quan môn đệ tử, cái này quan môn đệ tử các ngươi cũng đều nhận thức, đó chính là Giang Sách. Cái gì? Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy bất khả tư nghị. Điều đó không có khả năng. Nói bậy. Khích bác ly gián. Mắc giả gia thuộc nhóm kiên quyết không tin lão thiên tôn lời nói. Đúng vậy, dư diệu cùng Trần Lão, một cái đang khẩn cấp thời khắc đưa tới vật liệu quý nhân, một cái ân công Giang Sách sư phụ phụ. Hai người kia, như thế nào có thể là chế tạo xong đầu xà chủng ma này quỷ đầu sỏ gây nên? Bọn họ kiên định cho rằng, cái này nhất định là lão thiên tôn vụ oan giá họa, khích bác ly gián. Có người quát, lão thiên tôn, người bớt đi bộ này. Trước ngươi liền giật dây thuộc hạ tin tức truyền thông nói xấu Giang tiên sinh, bây giờ còn dùng bài này. Thật coi chúng ta là dễ gạt sao? Lão thiên tôn mặt lạnh hồi đáp, lời của ta, những câu là thật, cũng không có lửa gạt các ngươi ý tứ. Cho nên ta không có ở trước tiên đưa đi chữa bệnh vật tư, chính là lo lắng trong này có bẫy. Các ngươi ngẫm lại. Song đầu xà chính là dư diệu cùng Giang Sách sư phụ phụ chế tạo ra, bọn hắn bây giờ hai cái lại giả mù sa mưa cho đại gia trị liệu, cái nàng là ý gì? Trị liệu không có mấy người, còn nói không có vật tư rồi, muốn ta phối hợp vận chuyển vật tư, trong này lại là ở soát cái trò gì? Ta lo lắng đây là Giang Sách cùng dư diệu có thể dùng quỷ kế, cho nên mới không có ở trước tiên vận chuyển vật tư. Cái này, đại gia nên minh bạch ta dụng tâm lương khổ đi. Tất cả mọi người trầm mặc, chân tướng, thực sự giống như hắn nói như vậy phải không? Chủ yếu một điểm ở chỗ, song đầu xà có phải là hay không dư diệu cùng Trần Lão chế tạo ra? Nếu như là, na lão thiên tôn lời nói này chính là đứng vững được bước chân, nếu như không phải, vậy không cần nói, chính là lão thiên tôn ở vụ oan giá họa. Ngươi chứng minh như thế nào song đầu xà là dư diệu cùng Trần Lão sáng tạo? Lão thiên tôn sờ sờ râu mép. Ta không có bất kỳ chứng cứ nào, thế nhưng, người đang làm thì trời đang nhìn. Các ngươi có thể đi chất vấn Giang Sách cùng dư diệu, nếu như bọn họ không thừa nhận, ta tự nhận bị phạt. Tốt, ngươi chờ. Mọi người thương lượng một chút, lập tức xoay người đi trước nhân tâm y viện, tìm Giang Sách cùng dư diệu rằng co. Kỳ thực, lão thiên tôn là thật không có chứng cứ. Cái hai đầu này xà là mười mấy năm trước chế tạo ra, đã nhiều năm như vậy. Ngay lúc đó chứng cứ đã sớm không tồn tại, Trần Lão cũng đã chết, càng là không có chứng cứ. Cho nên, chỉ cần dư diệu lòng dạ ác độc một điểm, cắn chết không thừa nhận, như vậy lấy cục diện bây giờ, mọi người nhất định là tin tưởng dư diệu so với tin tưởng Lão Thiên Tôn nhiều. Đến lúc đó tất cả đầu mâu đều sẽ chỉ hướng Lão Thiên Tôn. Không riêng không xứng tiễn vật tư, còn vụ oan giá họa, tội thêm một bậc, vẽ còn tập đoàn ngày tận thế tuyệt đối tới. Vấn đề chính là ở chỗ, dư diệu, hắn là một người tốt. Tựa như Long Chảo nói, người tốt cùng người xấu phân biệt ở chỗ, người tốt làm việc là có ranh giới cuối cùng,
là kiên trì chánh nghĩa, là dám làm dám đảm đương. Người tốt, sẽ bỏ sinh lấy nghĩa, biết hy sinh vì nghĩa lớn. Duy chỉ có sẽ không, tham thân sợ chết. Cho nên khi Mác Giả Gia Thuộc đi tới Nhân Tâm Y Viện tiến hành rằng co, đang không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống, ở đôi ngư đám người khuyên bảo Dư Diệu lãnh tĩnh một chút thời điểm, Dư Diệu vẫn là đứng dậy. Hắn đứng ở Nhân Tâm Y Viện thật cao trên bậc thang, nhìn dưới đứng nhiều như vậy Mác Giả Gia Thuộc, dùng già nua mà trọng thanh âm nói rằng, không sai, song đầu xà là ta cùng Trần Lão liên thủ chế tạo ra. Hắn, thừa nhận, không có bất kỳ dư thừa giải thích, cũng không có nói thêm đến bất kỳ một người, Trần Lão đã qua đời, còn dư lại hết thảy nghiêm phạt, một mình hắn gánh chịu. Dưới bậc thang, này Mác Giả Gia Thuộc mù quáng. Không riêng gì phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là thương tâm, khó hiểu. Vừa mới không lâu sau, bọn họ còn đối với Dư Diệu mang ơn, cảm tạ hắn vì cứu người làm ra cống hiến to lớn, có thể chỉ chớp mắt, bọn họ thì không khỏi không tiếp thu xong đầu xà là Dư Diệu chế tạo ra sự thật này. Đao phủ, đao phủ. Tốt, người chế tạo xong đầu xà, đem chúng ta cái hố thảm như vậy, còn không thấy ngại ở nơi này làm bộ trị bệnh cứu người. Ha ha, trang bị NM Bồ Tát sống đâu. Ta thực sự là mắt mù, cư nhiên sẽ đem loại người như ngươi xúc sinh trở thành là ân nhân cứu mạng. Đi chết đi, hỗn đản. Bởi vì có một đoàn bảo an, cảnh sát, bảo tiêu ở hiện trường ngăn, Mác Giả Gia Thuộc nhóm trong lúc nhất thời còn không đến mức xông lên vi ẩu. Nhưng bọn hắn nhưng có thể đem giày, gạch, trứng thối đập về phía Dư Diệu. Dư Diệu không có bất kỳ né tránh. Càng sâu tới, hắn ném đi quải trượng, uốn lượn hai chân quỳ ở trước mặt mọi người, giống như một cái tử hình phạm vậy tiếp thu hết thảy nhục mạ, nghiêm phạt. Giang Sách nhìn cái kia cô độc mà bị thương lão nhân, biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn biết, Dư Diệu là ở vì mình hành vi chuộc tội, ở Dư Diệu trong lòng, cuộc đời này sai lầm lớn nhất chính là sáng tạo ra song đầu xà loại quái vật này. Cho nên, hiện tại chịu đến dạng gì vũ nhục đều là phải. Chỉ là, loại vũ nhục này tuyệt đối không thể từ như vậy một cái tuổi già thêm hiền lành lão nhân một mình thừa nhận. Giang Sách từ bệnh viện Đại Môn đi ra, âm thầm đứng ở Dư Diệu trước mặt, dùng hắn rộng rãi thân thể hoàn toàn che lại lão nhân đáng thương. Có cái gì oán hận, hướng ta tới. Giang Sách chắn Dư Diệu trước mặt, thay hắn gánh chịu tất cả nghiêm phạt, điều này làm cho hiện trường tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Dư Diệu âm thanh run rẩy nói, Giang Sách, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không muốn liên lụy vào. Giang Sách hồi đáp, song đầu xà không phải Dư tiên sinh ngài một người chế tạo ra, lại nói tiếp, sư phụ ta hắn cũng có phần. Phụ trái tử thường, sư phụ sai lầm, làm đồ đệ lý nên thay thế hắn tiếp thu nghiêm phạt. Cho nên nói, chuyện này làm sao có thể không liên quan gì tới ta rồi. Lời là nói như vậy, nhưng Dư Diệu trong lòng rõ ràng, Giang Sách đây là đang bảo hộ hắn. Những người bệnh kia người nhà chứng kiến Giang Sách đứng dậy, đều ngừng động tác, dù sao Giang cứu bọn họ thân hữu, đối với bọn họ là có thêm to lớn ân tình. Nhưng, ưu khuyết điểm có thể tương để sao? Có người liền phi thường không cảm kích hô, đại gia không nên bị Giang Sách mặt nạ dối trá cho lừa gạt. Song đầu xà là hắn sư phụ chế tạo ra, chúng ta sẽ tao ngộ kiếp nạn, hắn chính là từng có sai. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Là, nói không sai, Giang Sách cũng có thể chịu đến nghiêm phạt. Kết quả là, này chứng thối một lần nữa đập tới, đại gia cũng không có bởi vì Giang Sách cứu bọn họ thân hữu mà hết thảy bảo lưu, từng cái so với trước kia đập ác hơn. Bọn họ cảm thấy Giang Sách lừa gạt bọn họ, là ở cố ý giả bộ làm người tốt. Người người đều chán ghét bị lừa dối. Cách đó không xa trên nhà cao tầng, Long Chảo cầm kính viễn vọng. Vui vẻ nhìn Giang Sách bị trứng thối đánh đập dáng vẻ, cười miệng đều không khép lại được. Tốt, thật tốt quá. Giang Sách, hiện tại ngươi có thể cảm nhận được cái gì gọi là lấy oán trả ơn đi. Bị ngươi tự tay cứu trợ nhân đánh đập, đây là một loại tâm tình gì? Tiểu Đào đứng ở một bên nói rằng, tuy nói ta là một người xấu, tuy nói chứng kiến Giang Sách bị đánh ta cảm thấy vui vẻ, thế nhưng một màn này thấy ta có điểm khó chịu, những thứ này ngu dân. Sẽ không nên đối tốt với bọn họ. Long Chảo giơ ngón tay cái lên, nói không sai, ngươi sẽ đối một số người tốt, cũng phải xem bọn hắn có đáng giá hay không ngươi trả giá.
Giang Sách trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các nhân viên an ninh hết khả năng đem quần chúng cản xuống tới, tránh cho đại quy mô hơn hỗn loạn. Ngay cả khu trưởng Tiêu Học Thần cũng chạy đến. Hắn là ủng hộ Giang Sách, hắn biết Giang Sách là một cái dạng gì, hết khả năng vì Giang Sách nói tốt, thế nhưng vô dụng, bị lửa giận triệt để đốt quần chúng, đã của người nào nói đều nghe không vào. Giang Sách phải bị phạt, Dư Diệu cũng phải bị phạt. Ở nơi này dạng bầu không khí phía dưới, Giang Sách giơ lên một tay, ý bảo hiện trường mọi người an tĩnh. Sau đó, hắn hướng về phía hết thảy người bệnh người nhà nói rằng, song đầu xà đúng là sư phụ ta cùng Dư Tiên Sinh liên thủ sáng tạo, nhưng lần này nguy cơ cũng không phải là bọn họ muốn thấy được, song đầu xà càng không phải là bọn họ thả ra. Đương nhiên, chỉ là nói như vậy khẳng định không thể tiêu trừ đại gia lửa giận trong lòng, càng không thể nào trung hòa bọn họ phạm sai lầm. Cho nên, Giang Sách nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, vì có thể làm cho mọi người tiêu trừ lửa giận, ngày hôm nay tất cả nghiêm phạt, một mình ta gánh chịu. Ta đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, hết thảy người bệnh người nhà đều có thể cho một quyền của ta, để phát tiết các ngươi lửa giận. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ. Đứng ở đó bất động, làm bao cắt thịt, liền vì cho đại gia nguôi giận. Một người một quyền, nghe dường như không được tốt lắm. Vậy cũng phải xem lại có bao nhiêu người. 113 danh người bị thương, mỗi cái người bị thương đều có 8-9 cái thân bằng hảo hữu A. Toàn bộ cộng lại, được có hơn ngàn người rồi. Nói cách khác, Giang Sách cần đứng ở nơi đó, ở phía trên ngàn người một quyền đánh, vẫn không thể tránh, không thể trả tay, đây không phải là đem mạng của mình đi vào trong ra sao. Phải biết rằng, hiện tại Giang Sách tình trạng cơ thể có thể không phải thế nào. Trước hắn cũng đã liên tục công tác chừng mấy ngày, mất ăn mất ngủ, bất kể ngày đêm nghiên cứu phá giải xong đầu rắn độc phương pháp, ngày hôm qua càng là một đêm không ngủ, không ngừng cho bệnh nhân tiến hành trị liệu. Coi như là người sắt cũng mau không chịu nổi. Giang Sách bây giờ là vừa mệt vừa đói lại khốn, thân thể tương đối uể oải. Ở nơi này dạng thân thể dưới điều kiện, còn muốn tiếp thu hơn ngàn người một quyền ấu đả. Nói đùa sao? Người bình thường ai có thể thừa nhận rồi? Trọng một chút, lần lượt hơn 10-20 quyền khả năng liền chết, huống chi là hơn 1.000 quyền. Giang Sách, lãnh tĩnh, Dư Diệu khuyên bảo Giang Sách. Ngay cả Tiêu Học Thần cũng nhìn không được, khuyên, Giang Sách ngươi đừng xung động, Trần Lão cùng Dư Diệu mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết. Hơn nữa, lỗi của bọn hắn làm sao có thể để cho ngươi phục dụng tới bồi thường? Ta kiên quyết không đồng ý làm như vậy. Giang Sách lại chỉ là dùng mỉm cười tới làm trả lời. Đại trưởng phu sống ở trong thiên địa, nên có gây nên có việc không nên làm. Nếu như mình một cái mạng có thể hóa giải mọi người oán hận, làm cho Dư Diệu có thể đường đường tránh tránh đứng lên. Vậy giá trị. Giang Sách đi phía trước nhảy một bước, nói rằng, lời của ta, nói 102. Các ngươi ai nghĩ tới, cứ tới, ta cam đoan sẽ không muộn thu nợ nần. Mọi người liếc nhìn nhau. Rất nhanh thì có người đứng dậy. Ta tới. Bảo an đem người nọ đem thả vào, hắn khí hanh hanh bò lên trên thang lầu, đứng ở Giang Sách trước mặt, cắn răng trừng mắt Giang Sách, ngươi một cái vương bát đản, làm hại lão bà của ta bị rắn cắn, thân chúng kịch độc, hành hạ quá, cho rằng nói ba xạo coi như sao. Ta đánh chết ngươi một cái vương bát đản. Hắn nắm chặt nắm tay, còn nghiêng người sang thoáng lui về sau một bước, sau đó bỗng nhiên phát lực. Dựa theo Giang Sách đầu thì cho một quyền. Đây chính là một cái nam tử trưởng thành. Hắn hơi quyền động tác, liền cùng trong sân chơi máy móc đánh một chút quyền máy động tác giống nhau, cương mãnh mạnh mẽ. Thình thịch, một quyền, Giang Sách bị đau, bị đối phương đánh liền lùi lại hai bước, mũi đều chảy huyết. Nhưng hắn như trước trực đĩnh đĩnh đứng ở nơi đó, chưa từng rồi ngã xuống. Mới vừa a, đây nếu là đổi thành người bình thường. Một quyền xuống phía dưới, khả năng mạng già sẽ không có, đừng nói đứng, ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Giang Sách tất nhiên còn có thể đứng yên, đây cũng không phải là người phàm có thể làm được. Ta đánh chết ngươi. Người nọ còn phải lại tới một quyền, lại bị Đôi Ngư một bả cầm nắm tay, người đã đánh xong, cút đi. Đôi Ngư cũng là sức sống, dùng sức đẩy, trực tiếp đem người nọ từ trên bậc thang đẩy xuống, lộn hơn 10 quay vòng ngã trên mặt đất.
như vậy phát tiết động tác chẳng những không thể dẹp loạn mọi người lửa giận, ngược lại sẽ gia tăng giữa song phương cừu hận. Không phải là không hoàn thủ sao? Quả nhiên a, đều là nhất bang nói không tính phiến tử. Đại gia không cần khách khí, chơi hắn. Kết quả là, một cái lại một cái người báo thù đi lên bậc thang, hướng về phía Giang Sách chính là một quyền. Nam tử trưởng thành nắm đấm cương mãnh mạnh mẽ, nội trợ bàn tay vù vù mang phong, coi như là tiểu hài tử sữa quyền cũng để cho lòng người toái. Một cái lại một cái người đi tới, tràng diện tương đương bi tráng. Coi như là kinh nghiệm chiến trường tu la chiến thần cũng không chịu nổi, Giang Sách trên mặt của đầy tiên huyết, hắn cắn răng, vẫn ở chỗ cũ cứng rắn chịu đựng. Mới đánh rồi 40 mấy quyền, khoảng cách 1000 cái mục tiêu này còn kém xa. Giang Sách mệnh, ngày hôm nay sợ là muốn chôn vùi ở chỗ này. Đôi ngư đứng ở một bên, hai tay nắm thật chặt thành nắm tay, hai mắt đỏ bừng, hầu như sẽ khóc ra thành tiếng. Hắn hận không thể chính mình đi tới thay thế Giang Sách bị nghiêm phạt. Nếu như là trên chiến trường nói, đôi ngư tuyệt đối sẽ dùng mạng của mình đi đổi lấy Giang Sách sống sót, nhưng là bây giờ hắn không thể làm như vậy, hắn biết, nếu như hắn làm, chẳng khác nào hủy diệt rồi Giang Sách tín niệm. Một cái chiến sĩ, tín niệm nếu so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Một cái lại một cái người đi lên bậc thang, dựa theo Giang Sách huy quyền, bọn họ đã quên tối hôm qua là người nào đang cho bọn hắn trị liệu. Lấy oán trả ơn, qua sông đoạn cầu. Không gì hơn cái này đi. Đến khi đệ 50 cá nhân vung ra nắm tay sau, Giang Sách lần đầu tiên quỳ gối nửa quỳ xuống tới, hắn cảm thấy đầu trầm trầm, cũng nhanh muốn không chịu đựng nổi. Tu La chiến thần, chung quy cũng là người, không phải thần. Ở trong đám người, có không ít người còn nắm chặt nắm tay, phẫn hận nhìn chằm chằm Giang Sách, đều đang đợi lấy đến phiên mình đi huy vũ nắm tay. Đột nhiên, một cô bé lôi kéo mẫu thân ống tay áo, hỏi, mụ mụ, mụ mụ, vì sao không báo cảnh mau cứu cái kia thúc thúc? Mẫu thân cắn răng nói rằng, hắn là gieo gió gặt bão. Nếu không phải là hắn, ngươi sẽ bị độc xà cắn sao? Tiểu cô nương chu mỏ một cái, nói rằng, nhưng là, nếu như không có lời của chú, ta bây giờ có thể tỉnh lại sao? Ta, có phải hay không sẽ chết mất? Cái này, mẫu thân sửng sốt một chút, không chút nào đồng tình nói rằng, tất cả nguyên nhân gây ra đều là hắn tạo. Hắn cứu ngươi là chuyện đương nhiên, không thể vì vậy mà buông tha hắn. Tiểu cô nương còn nói thêm, mụ mụ ta không hiểu, nếu như hắn bản ý là hại người nói. Vì sao lại phải cứu người đâu? Huống hồ lão sư cũng nói với chúng ta, phạm sai lầm không đáng sợ, chỉ cần biết sai có thể thay đổi, sẽ chả là hảo hài tử nha. Vị kia trẻ tuổi mẫu thân bị lời của bé gái cho thuyết phục một điểm, ngẩng đầu nhìn bị đánh máu me đầy mặt Giang Sách, trong ánh mắt phẫn hận thiếu một điểm. Tiểu cô nương còn nói thêm, hơn nữa, nếu như các ngươi đem thúc thúc đánh chết, vậy nếu là có nữa độc xà chạy đến cắn người, hay hoặc là chúng ta rắn độc tái phát, lại nên đi tìm ai chữa trị đây? Mẫu thân triệt để ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, đây chính là một cái vấn đề lớn. Hiện tại rắn độc nhìn qua là trị, nhưng người nào có thể bảo đảm không tái phát? Này xong đầu xà lại có hay không bị bắt sạch sẽ? Về sau còn sẽ có sao? Những thứ này đều là phiền phức. Giang Sách một ngày chết, na. Mẫu thân cau mày. Tiểu cô nương tiếp tục nói, mạng của ta là thúc thúc cứu. Lão sư nói qua, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng. Mụ mụ, chúng ta làm là không đúng như vậy, mau ngăn cản bọn họ có được hay không? Nàng không ngừng dùng tay nhỏ bé loạn choạng mẫu thân bàn tay to. Một lát sau, mẫu thân thở dài một hơi, nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, mụ mụ cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể bằng lòng ngươi, ta sẽ không đi đánh hắn, thế nhưng người khác muốn làm gì, ta liền không có quyền ngăn lại. Đây là tuổi còn trẻ mẫu thân duy nhất có thể làm. Nhưng mà, có thể giống như nàng muốn như vậy, thực sự rất ít, rất ít. Một tên đại hán sau khi đánh xong, hùng hùng hổ hổ đi trở về, sau đó một cái lão đại mụ đi lên bậc thang. Cái này lão đại mụ, chính là ngay từ đầu bị Giang Sách cự tuyệt, sau đó lại bị Giang Sách kêu lên chỉ con trai của nàng rắn độc chính là cái kia lão đại mụ. Có thể nói. Nàng cùng Giang Sách trong lúc đó có ân cũng có thù. Tất cả mọi người quơ hai tay, đánh hắn, đánh hắn, đánh chết hắn.
Lão đại mụ đi tới Giang Sách trước mặt, nhìn nửa quỳ Giang Sách, hỏi, ngươi còn nhận được ta không? Giang Sách gắng gượng đứng lên, thở hào hển nói rằng, nhận được. Sau đó, hắn hít thở sâu một hơi, làm xong bị đòn chuẩn bị. Lão đại mụ không có gấp động thủ, mà là nhỏ giọng nói rằng, ta đã từng hiểu lầm ngươi, ngươi chẳng những không có trách cứ ta, còn đem hết toàn lực chỉ con ta rắn độc, thuận tay hơn chỉ con ta nhiều năm thở khò khè. Phần ân tình này, ta ghi nhớ trong lòng. Lệch lạc, chỉ có thể phạm một lần, tuyệt đối không thể phạm hai lần. Giang tiên sinh, lão thái bà ta cái mạng này, cho ngươi. Giang Sách ngây ngẩn cả người, không rõ lão đại mụ lời này là có ý gì. Chỉ thấy lão đại mụ xoay người, chỉ vào này người gây chuyện, giống to, Giang tiên sinh vừa mới đem các ngươi thân nhân từ quỷ môn quan kéo lại, đảo mắt các ngươi liền vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Các ngươi vẫn là người sao? Súc sinh, các ngươi chính là súc sinh. Nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra một bả thái đao, lực mạnh vung lên. Ta lão thái bà tuy là lớn tuổi, tay chân không được, nhưng lương tâm của ta vẫn còn ở, ta còn biết cái gì gọi là làm có ân báo ân có cửu báo cửu. Ngày hôm nay, Giang tiên sinh mệnh ta lão thái bà bảo hộ. Ai dám động tới Giang tiên sinh, ta lão thái bà liền cùng hắn liều mạng. Ta cho dù chết, cũng muốn kéo hai cái chịu tội thay. Các ngươi đám này thị phi bất phân cầm thú, trời ạ các ngươi đại gia. Mấy câu nói, vậy thật gọi một cái tháo. Thế nhưng phần này chân tình lại chân chân thực thực truyền tới Giang Sách trong lòng. Thực sự là ứng câu nói kia, thiện hữu thiện báo. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Khi ngươi suốt ngày giúp mọi người làm điều tốt, tổng hội gặp dữ hóa lành. Luôn sẽ có người đứng ra trợ giúp ngươi. Trước lão đại mụ đối với Giang Sách hận thấu xương, nhưng bây giờ có thể dẫn theo thái đao che ở Giang Sách trước mặt, đây chính là Giang Sách thiện hạnh vì hắn chính mình đổi lấy hữu nghị báo. Cái này, những người khác lúng túng. Bọn họ còn đánh nữa hay không? Không đánh, như vậy khẩu khí không nuốt trôi, đánh, cũng có thể gây ra mạng người. Có người khó chịu quát, người một cái hỏng bét lão thái thái chính mình hồ đồ. Còn muốn lôi kéo đại gia cùng ngươi hồ đồ sao? Giang Sách đã cứu chúng ta thân nhân thì thế nào? Đó là hắn phải làm. Ai bảo sư phụ hắn chế tạo ra song đầu rắn đâu? Vừa dứt lời, lão đại mụ liền mắng, ngươi một cái cẩu vật tới trước mặt của ta nói. Tới a, ngươi nọ rõ ràng cho thấy túng, không đáp lời. Lão đại mụ liền nói, ngươi cũng biết song đầu xà là Giang tiên sinh sư phụ chế tạo. Na quan Giang tiên sinh chuyện gì? Coi như hắn thế sư phụ chuộc tội, cũng tội không đáng chết a. Hơn nữa, chế tạo ra xong đầu xà liền cần bồi tội sao? Cái hai đầu này xà cũng không phải Giang tiên sinh cùng Dư tiên sinh thả ra ngoài hại người. Dựa theo lý luận của các ngươi, ta đây dùng thái đao chém chết ngươi, ngươi nên trách tội là món ăn đao chế ra công tượng, mà không phải dùng đao chém người hung thủ. Mấy câu nói có lý có theo. Nhưng cũng là a. Dựa vào cái gì tất cả tội đều do Giang Sách, Dư Diệu bọn họ gánh chịu. Bọn họ chế tạo ra xong đầu xà, nhưng bọn hắn không phải sự kiện chủ mưu a. Cho dù có sai, đó cũng không phải là chủ trách. Hiện tại hung thủ thật sự trốn phía sau nhìn náo nhiệt, lại làm cho hảo tâm cứu người Giang Sách, Dư Diệu chịu trách, đây coi là cái gì chó má chính nghĩa. Về sau còn có ai dám cứu người? Lão đại mụ tiến thêm một bước nói rằng, hơn nữa các người nghĩ rõ, Giang tiên sinh nếu là chết, các ngươi về sau lại bị độc xà cắn, hoặc là rắn độc tái phát, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Chẳng lẽ từng cái ngồi ở trong nhà chờ chết sao? Thực sự là nhất bang đầu óc bị kẹt cửa qua ngu xuẩn, đầu heo. Chữ nào cũng là châu ngọc, những câu như đao, lão đại mụ lời nói, một chữ tuyệt. Kỳ thực đã có rất nhiều người lúc này dao động. Bọn họ ở lúc ban đầu xung động qua đi. Hiện tại đã tính táo không ít. Bất kể là thực sự ý thức được chính mình hành vi sai lầm, vẫn lo lắng về sau có nữa độc xà không người trị liệu, nói chung bọn họ đều đã không muốn Giang Sách mệnh. Chứng kiến như vậy tràng cảnh, xa xa trên nhà cao tầng Long Chảo không vui. Hắc, một cái hỏng bét lão bà tử, nói ba xạo đã giúp Giang Sách hóa giải nguy cơ. Dựa vào, mệnh lệnh nằm vùng hành động. Tiểu Đào gật đầu, ok. Cái này khiến người ta đi gây sự. Rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh đúng chỗ, tại mọi người bị lão đại mẹ kiếp nói cho nói với thời điểm,
long chảo này nằm vùng đứng dậy. Bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, Giang Sách phạm sai lầm, như vậy nhất định tu tiếp thu nghiêm phạt. Hỏng bét lão bà tử, ngươi không phải muốn che ở Giang Sách trước mặt sao? Tốt, ta đây ngay cả ngươi cùng nhau thu thập. Một người cao 1m9 tráng hán xông qua đi vào, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đi lên bậc thang, một bà liền tóm lấy rồi lão đại mụ cánh tay. Lão đại mụ cái tuổi đó, mặc dù thái đao nơi tay, thì như thế nào đánh thắng được một cái bị huấn luyện chuyên nghiệp tay chân? Bà già đáng chết, cút em. Tráng hán giơ tay lên chính là một cái tát, kết kết thật thật phiến ở lão đại mụ trên mặt của. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Một tát này nghe tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó sửng sốt, tất cả mọi người tâm đều đi theo đau, bọn họ cũng cảm giác như là mình bị sáng một bạt tai. Cút đi nhé. Tráng hán một cước đá văng lão đại mụ, sau đó trở về Giang Sách trước mặt, hiện tại đến phiên ngươi. Hắn giơ tay đánh liền. Nhưng mà, lúc này đây Giang Sách cũng không có đứng làm cho hắn đánh, mà là vi vi nghiêng người sang, lập tức liền lóe lên tráng hán nắm tay. Dù vậy bị thương nặng dưới tình huống, Giang Sách như trước có không tầm thường sức chiến đấu. Ân, tráng hán sửng sốt một chút, ngươi không phải là không né tránh sao? Giang Sách lạnh như băng nói rằng, đối với người bệnh người nhà, ta sẽ không né tránh, thế nhưng đối với địch nhân, ta tuyệt không mềm tay. Vừa dứt lời, Giang Sách nắm đấm liền nghiêm khắc đập vào tráng hán trên mặt. Một cái, cả người té bay ra ngoài. Từ cao 5-6 thước trên bậc thang bay thẳng lại đi, bịch một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Như thế rất tốt rồi, những thứ khác nằm vùng nhau nhau bịa đặt. Giang Sách đánh người. Nói xong không hoàn thủ, tại sao lại động thủ đánh người? Giang Sách chính là một vương bát đản, lật lọng. Mọi người cùng tiến lên đi kiếm chết hắn, không nên khách khí a. Đám người này nháo đằng được kêu là một cái vui mừng. Nhưng mà, lúng túng một màn xảy ra, bọn họ tại nơi la to, bịa đặt sinh sự, một lát sau lúng túng phát hiện, dường như căn bản không có nhân lý bọn họ. Ngoại trừ na 5-6 cái nằm vùng kêu vui sướng. Những người khác đều dùng ánh mắt phẫn hận nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người bị bệnh này người nhà hiện tại đã triệt để tỉnh táo lại. Khi nhìn đến Giang Sách cam nguyện bị phạt, khi nhìn đến lão đại mụ hy sinh vì nghĩa, khi nhìn đến tráng hán kia không phân tốt xấu xuất thủ đánh người, bọn họ đều biết. Ai cũng không phải người ngu, đừng luôn nghĩ đem người khác làm thương xử. Mấy cái nằm vùng có điểm xấu hổ, ở phía trên ngàn người cho vây khốn ở giữa. 5-6 người đối kháng hơn ngàn người. Dường như căn bản cũng không phải là đối thủ a. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không đi đối phó Giang Sách, đem chúng ta cho vây lại làm cái gì? Lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới, một bà níu lấy một người trong đó nằm vùng cần cổ, hung hãn nói, thật coi chúng ta ngốc sao? Khích bác ly gián, bàn lộng thị phi, các ngươi đám người này thật là có đủ bỉ ổi. Nói nam tử giơ tay lên chính là một cái lỗ tai to quát tử, đánh rất nằm vùng hai khỏa răng cửa. Nằm vùng đều bị đánh choáng váng, cái này cái gì nhịp điệu. Bọn hắn bây giờ mới ý thức tới, thì ra những dân chúng này tựa hồ cũng không có tốt như vậy lừa dối a. Cũng không phải là tất cả mọi người là người ngu. Bởi vì người thật sự là nhiều lắm, đưa tới mấy cái nằm vùng căn bản là đừng nghĩ xông ra, bị một đám người vây. Bàn tay cùng không lấy tiền tựa như không ngừng phiến. Lửa giận, đều phát tiết vào trên người của bọn họ. Xa xa bọn cảnh sát chứng kiến tình thế không đúng, cũng là mất sức của chín châu hai hổ mới đem mấy cái này nằm vùng cho mang ra ngoài. Các loại cảnh sát mang đi bọn họ thời điểm, nằm vùng nhóm từng cái bị đánh giống như đầu heo, vô cùng thê thảm. Này nằm vùng là kêu khóc làm cho cảnh sát vội vàng đem bọn họ cho mang đi. Chưa từng có cái nào một khắc giống bây giờ như vậy, bọn họ là như vậy khát vọng tiến nhập ngục giam. Bởi vì nếu như bọn họ sẽ ở hiện trường ở lâu một hồi nói, sợ là sẽ phải trực tiếp bị đánh chết. Xa xa trên nhà cao tầng, Long Chảo đem kính viễn vọng để xuống, phi thường bất mãn nói, được, lại thua rồi. Tiểu Đào tương đương bất mãn nói, tức chết rồi, tất cả mọi chuyện đều bởi vì na một cái hỏng bét lão bà tử làm hỏng. Long Chảo cười cười, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là người đắc đạo giúp đỡ nhiều đi. Đây chính là người tốt cùng người xấu phân biệt a. Giang Sách bình thường làm nhiều như vậy chuyện tốt,
cho nên gặp phải trắc trở liền luôn sẽ có người đứng ra thay hắn giải vây, thấy ta thật gọi một cái ước ao a hát. Nếu như chuyện giống vậy món phát sinh ở Long Trảo trên người, vậy khẳng định là một người cũng sẽ không đứng ra. Đừng nói thay hắn giải vây, không bỏ đá xuống giếng coi như là thật tốt. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Trảo ném xuống kính viễn vọng, về nhà nằm a, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày lại nói, cùng Giang Sách so chiêu, thật đem ta mệt quá. Quần chúng ở tỉnh táo lại sau đó, không có đối với Giang Sách, Dư Diệu có nữa cái gì cử động quá đáng. Giang Sách, Dư Diệu cùng với vị kia lão đại mụ, đều tiến vào phòng bệnh, ở thầy thuốc tỉ mỉ coi chừng một chút, từ từ khôi phục lại. Tuy là Giang Sách là thụ thương nghiêm trọng nhất, nhưng là bởi vì thân thể hắn kiện tráng, cho nên cũng là khôi phục nhanh nhất nam một cái. Tiếp nhận rồi trị liệu tốt nhất, thật no ngủ một giấc, lại ăn một trận phong phú bữa tiệc lớn, Giang Sách trạng thái tinh thần đã khôi phục bảy thành, nhìn qua đã đừng lo. Tên lão đại kia mụ cũng không còn chuyện gì, chính là bị đạp một cước, vấn đề không lớn. Phiền toái nhất chính là Dư Diệu. Chớ nhìn hắn chỉ là bị chứng thối gì gì đó đập vài cái, bởi vì hắn bại liệt vài chục năm mới vừa khôi phục, đã bị vội và quỳ xuống, thân thể cùng về tinh thần nhận lấy song trọng dằn vặt, cho nên vào lúc này Dư Diệu tình trạng là tương đương hỏng bét. Hắn ở trên giường bệnh nằm hơn 10-20 tiếng, tiếp nhận rồi trị liệu tốt nhất, nhưng vết thương trên đùi vẫn như cũ còn không có khôi phục. Tiếp tục như vậy, có thể một lần nữa bại liệt, biến thành tàn tật. Cái này Dư Diệu mới khôi phục không có vài ngày, mới vừa đi mấy bước đường, liền lại muốn ngồi trên xe lăn vượt qua quãng đời còn lại, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất khó chịu. Giang Sách còn đích thân cho Dư Diệu tiến hành rồi kiểm tra, lấy Giang Sách cao siêu như vậy y thuật, đều không thể chữa cho tốt Dư Diệu chân tổn thương. Tất cả mọi người bị thống khổ cho bao phủ. Lúc này, một gã bác sĩ nói rằng, Giang tiên sinh, có một loại thuốc có thể thử một chút, nhưng ta không bảo đảm có thể trị hết hay không Dư tiên sinh chân tổn thương. Nói, là như thế này, Yến Thành có một võ quán, là Bát Cực Môn. Nên võ quán có trên 100 năm lịch sử, tương truyền nhà bọn họ có một loại thần kỳ té đánh rượu, vốn có lưu thông máu thông lạc, thư gân hành khí công hiệu. Vừa vặn có thể trị Dư tiên sinh chân tổn thương. Còn có loại sự tình này. Giang Sách gật đầu, đi, ta đây phải đi một chuyến Bát Cực Môn. Thầy thuốc kia nhanh lên còn nói thêm, Giang tiên sinh, na Bát Cực Môn bởi vì là võ quán, làm việc, nói đều tương đối trực tiếp, người qua sau đó không cần theo chân bọn họ vòng quanh. Còn có một chút, bọn họ tổ truyền té đánh rượu từ trước đến nay phải không cho ngoại nhân sử dụng, cho nên có thể sẽ cự tuyệt ngươi. Phải có chuẩn bị tâm lý a. Tốt, ta minh bạch. Giang Sách đứng dậy, các ngươi chiếu cố tốt Dư tiên sinh, ta nhất định sẽ đem Bát Cực cửa tổ truyền té đánh rượu mang tới. Nói xong, hắn xoay người ly khai phòng bệnh. Giang Sách nhưng thật ra không có trực tiếp đi Bát Cực Môn, mà là trước tìm Đôi Ngư đi chuẩn bị quà tặng. Bởi vì có việc cầu người, cho nên khẳng định không thể là tay không đi qua. Quà tặng tổng cộng chia làm 3 loại. Mỗi một dạng đều là vô giá, vì đạt được té đánh rượu, Giang Sách cũng là thành ý tràn đầy rồi. Đôi Ngư nói rằng, dùng quý giá như vậy 3 loại quà tặng là đổi một chai té đánh rượu, cũng không có vấn đề. Giang Sách lại có chút lo lắng nói rằng, không cần thiết a, người luyện võ cũng không phải là người bình thường, hầu hết thời gian đem danh tiết, truyền thừa nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu như tổ truyền té đánh rượu là cấm cho bên ngoài mượn, chỉ sợ nhiều tiền hơn nữa cũng là phí công. Chuyến này đi, phải xem vận khí rồi. Cũng trong lúc đó, Long Trảo về tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Mới vừa trở về, liền đi tới tế đàn, tại nơi to lớn trên màn ảnh thấy được hai cái thân ảnh. Cũng không phải là Long Mạch, mà là cùng Long Trảo đồng cấp bậc hai người Long Lân cùng với Long Thủ. Long Trảo, người biểu hiện gần nhất rất làm cho Long Mạch thất vọng a. Đây là một cái thanh âm của nam nhân, Long Thủ thanh âm. Lại nhiều lần thất bại, một cái nho nhỏ Yến Thành đều bắt không được, làm sao còn bình định thiên hạ. Lúc này là giọng của nữ nhân, Long Lân thanh âm. Long Trảo âm lãnh nghiêm mặt, mất hứng nói rằng, không cần phải hai người các ngươi để giáo huấn ta, không phải là mấy lần thất bại nha, có gì đặc biệt hơn người. Chỉ cần ta cuối cùng có thể diệt trừ Giang Sách, làm cho Yến Thành nắm giữ ở Long Mạch trong tay.
phía trước hết thảy sai lầm liền toàn bộ đều không tồn tại. Đây là một cái chỉ nhìn kết quả không xem quá trình thế giới. Long thủ nói rằng, nếu như ngươi thật có thể làm được nói, hết thảy đều dễ nói, nhưng nếu như ngươi không làm được, về sau sẽ thấy cũng không có tư cách theo chúng ta hai cái đồng cấp bậc. Kỳ thực, Long thủ cùng Long Lân vẫn luôn không nhìn chúng Long Trảo. Ba người bọn họ trong, hai người khác đều là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời, từ nhỏ liền tài trí hơn người, chỉ có Long Trảo sinh ra rể cỏ, bằng vào cố gắng của mình, bị Long Mạch đặc biệt đề bạt. Không cùng cấp bọn họ, đương nhiên đi không đến cùng đi. Long Lân nhắc nhở, Long Trảo, người chỉ còn lại có một tuần lễ, nếu như trong một tuần lễ giải quyết không xong Giang Sách, như vậy ngươi liền làm tốt bị bỏ qua chuẩn bị đi. Nghe xong lời này, Long Trảo chấn động trong lòng. Hắn không chút nghi ngờ câu nói này chân thực tính, bởi vì hắn thấy qua quá nhiều ví dụ. Long Mạch có thể bởi vì Long Trảo đặc thù cống hiến mà đặc biệt đề bạt, đương nhiên cũng sẽ bởi vì hắn hành sự bất lực mà giáng cấp, thậm chí bỏ qua. Ở Long Mạch trong lòng, chỉ tồn tại hữu dụng nô tài cùng phế vật vô dụng. Vĩnh viễn không tồn tại cảm tình. Chào ngươi tự vi chi ba. Nói xong câu nói sau cùng, Long Thủ, Long Lân thân ảnh tiêu thất, màn hình lớn một mảnh đen nhánh. Long Trảo lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Lại nhiều lần thất bại, Long Trảo đã bị bước đến không thể thất bại nữa tuyệt lộ, lúc này đây, hắn được bất cứ giá nào, cùng Giang Sách liều mạng. Gần tới trưa, Diễm Dương trên không. Giang Sách lựa chọn một cái tốt vô cùng khí trời, cùng đôi ngư cùng đi đến rồi yến thành bát cực môn, khí trời tốt thông thường đều sẽ có hảo tâm tình, ở nơi này dạng khí trời xuống phía dưới tặng lễ xin thuốc, thông thường đều là lựa chọn tốt nhất. Cho thấy ý đồ đến sau đó, Giang Sách tiến nhập bên trong võ quán bộ phận. Giang Sách mình chính là một cái luyện vũ chi nhân, chứng kiến bên trong võ quán các loại khí giới, vẫn có một điểm ngứa tay. Rất nhanh, hắn liền gặp được rồi bát cực cửa môn chủ Mã Chí Lương. Mã sư phó, Giang Sách cùng hai tay. Mã Chí Lương nhìn thoáng qua Giang Sách, thần sắc trên mặt cũng không phải là thật cao hứng, điều này làm cho Giang Sách có điểm lo lắng, chính mình dường như cùng Mã Chí Lương cũng không có bất luận cái gì ăn Tết ha. Làm sao cái này lần đầu tiên gặp mặt liền nhăn mặt rồi. Mã Chí Lương có vẻ hơi không nhịn được nói, Giang Sách, Giang tiên sinh. Cửu ngưỡng đại danh, đoạn thời gian gần nhất ngươi ở đây yến thành nhưng là huyên dư luận xôn xao a. Giang Sách mỉm cười hồi đáp, Mã sư phó chê cười, lần này đến đây, là có chuyện muốn xin ngài giúp một tay. Mã Chí Lương sửng sốt, mời ta hỗ trợ. Giang tiên sinh nhà ngươi đại nghiệp lớn, muốn ta hỗ trợ cái gì? Nói đùa sao? Giang Sách cũng không sốt ruột nói ra từ, vung tay lên, làm cho đôi ngư đem ba phần lễ vật cho đưa tới. Cái này ba phần lễ vật là của ta một điểm tâm ý, mong rằng Mã sư phó không nên chê. Ba cái hộp phân biệt mở ra. Người thứ nhất trong hộp giả bộ là ba viên trăm năm nhân sâm. Mỗi một bụi cây đều vô giá. Luyện vũ chi nhân bình thường thụ thương, như loại này nhân sâm, đây chính là thuốc chữa thương tốt nhất tài. Người thứ hai hộp sau khi mở ra, bên trong đựng là một thanh trường kiếm. Giang Sách trước giờ điều tra qua. Biết Mã Chí Lương thích nhất chính là kiếm, bình thường siêu tập không ít bảo kiếm, thanh này kiếm đưa tới, chắc là biết thỏa mãn Mã Chí Lương tâm ý. Người thứ ba hộp mở ra. Trong cái hộp này chứa đồ liền tương đối đơn giản trực tiếp, là một tấm chi phiếu, bên trong có 10 triệu. Cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán, rất nhiều luyện vũ chi nhân là tương đối thiếu tiền. Cho nên trực tiếp đưa tiền, đối với rất nhiều luyện vũ chi nhân đều là hữu dụng. Hơn nữa, lại có ai không thích tiền? Coi như Mã Chí Lương không thiếu tiền, chứng kiến trang bị 10 triệu chi phiếu, cũng sẽ mừng rỡ cười tâu tóe a. Cái này ba phần đại lễ, đây chính là thành ý tràn đầy, có thể nói, dùng ba phần đại lễ để đổi một chai té đánh rượu, nhất định chính là cực kỳ đáng giá. Nhưng mà, Mã Chí Lương ánh mắt cũng chỉ là khi nhìn đến thanh bảo kiếm kia thời điểm sáng lên một cái, sau đó rất nhanh thì khôi phục bình thường. Điều này nói rõ Mã Chí Lương là một cái cũng không ham muốn tiền tài nhân. Hắn nói rằng, Giang tiên sinh, cái này ba phần lễ vật quá quý trọng, ta nhất giới vũ phu sợ là tiêu thụ không dậy nổi a. Giang Sách biết, đối phương đây là đang hỏi đường. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, người không đem yêu cầu nói rõ ràng,
đối phương là vạn vạn không dám thu. Giang Sách cũng không khách khí, trực tiếp nói, thật không dám đấu giếm, ta có một người bạn bị thương, chỉ có bát cực cửa tổ truyền té đánh rượu mới có thể trị tốt. Ta muốn dùng này ba phần lễ vật đem đổi lấy té đánh rượu, cũng xin mã sư phó giàn xếp. Giàn xếp. Đôi ngư trong lòng âm thầm nói rằng, cái này gọi là cái gì giàn xếp. Ba phần đại lễ đổi một chai té đánh rượu, mã chí lương kiếm bộn rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, đây là một cái sẽ không có người cự tuyệt sự tình. Nhưng là, mã chí lương lại cau mày, xua tay nói rằng, bát cực cửa tổ truyền té đánh rượu, đó là mật không chuyện ra ngoài, không cho bên ngoài mượn. Giang tiên sinh, thứ cho ta lực bất tòng tâm, tiễn khách. Tương đương trực tiếp, ngay cả một điểm do dự cũng không có. Giang Sách có nghĩ qua sự tình khả năng cũng sẽ không thuận lợi vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy không phải thuận lợi, đang đối mặt ba phần đại lễ dưới tình huống, đối phương cư nhiên không cảm kích chút nào. Lại nói tiếp, Giang Sách vẫn là rất bội phục Mã Chí Lương, ít nhất là sở hữu luyện vũ chi nhân nổi giận. Nhị vị, xin mời. Mã Chí Lương đồ đệ đi tới ra lệnh trục khách, làm cho Giang Sách, đôi ngư ly khai. Cứ như vậy đi. Té đánh rượu cứ tính như vậy. Không được. Không có bát cực cửa tổ truyền té đánh rượu, dư rượu hai chân liền không còn cách nào trị hết, Giang Sách không có khả năng chỉ đơn giản như vậy đi. Đang ở Giang Sách còn chuẩn bị nói gì thời điểm, bỗng nhiên, lại một cái đồ đệ chạy vào, vẻ mặt vui mừng nói rằng, sư phụ, Mạnh Khuê sư phụ hắn tới. Rốt cục chờ đến, Mã Chí Lương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích, dùng sức vỗ cái ghế. Trực tiếp đứng lên, từ Giang Sách bên người vội vã mà qua, đi ra đón tiếp Mạnh Khuê. Một màn này đem Giang Sách cùng đôi ngư đều xem bối rối. Cái này, có ý tứ a, đôi ngư tuyệt không lý giải. Giang Sách nhưng có chút tỉnh ngộ, nói rằng, xem ra chúng ta hôm nay tới không phải lúc, mã sư phó đoán chừng là gặp phải chuyện, tâm tình không tốt, cho nên mới phải vừa nhìn thấy chúng ta tới liền tâm phiền. Một bên đồ đệ nói rằng, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Giang Sách cười hỏi, vị tiểu huynh đệ này, có thể mạo muội hỏi một câu, đến cùng mã sư phó hắn gặp phải chuyện không vui gì đó rồi. Coi như muốn chúng ta ly khai, cũng phải nhường chúng ta chết rất rõ ràng phải không? Đồ đệ kia nhún vai, kỳ thực cũng không phải bí mật gì, các ngươi không phải giới võ thuật, cho nên không biết. Nói với các ngươi a, kỳ thực chính là gần nhất có một quỷ dương chạy tới chúng ta Yến Thành phá quán, liên tục một tháng, đã có 7 gia võ quán đều bị hắn đạp. Ngày hôm nay quỷ dương liền tới đá chúng ta bát cực cửa tiệm ăn, sư phụ hắn tự biết năng lực không đủ, đánh không lại nhân gia, cho nên mới phải như vậy buồn. Thì ra là thế, gặp phải loại chuyện như vậy, quả thực không có tâm tình cùng Giang Sách bọn họ thật dễ nói chuyện. Giang Sách lại hỏi, Nam Mạnh Khuê nhất định là mã sư phó mời tới giúp đỡ a. Không sai, tiểu đồ đệ nói rằng, Mạnh Khuê là ta sư phụ sư ca, cũng chính là sư bá của chúng ta, bát cực môn người mạnh nhất. Nếu như không phải là bởi vì bát cực môn là gia tộc sản nghiệp, người trưởng môn này vị trí sợ là sẽ phải truyền cho Mạnh sư bá. Ngày hôm nay có sư bá áp trận, ổn. Ân, hỏi lại một vấn đề cuối cùng, cái kia quỷ dương tên gì? Zone. Zone, quỷ bộ quyền Zone. Không sai, làm sao, Giang tiên sinh đã cùng Zone có hiểu biết. Giang Sách lúng túng cười một cái, có chút nghe thấy. Bọn họ bên này đang trò chuyện, vậy bên ngoài liền truyền đến hàng loạt tiếng trống, tiểu đồ đệ nói rằng, tới, Zone tới. Mọi người mau đi ra cho sư phụ, sư bá trợ uy. Bát cực cửa một nhóm lớn người liền xông ra ngoài, cũng không còn người quản Giang Sách cùng đôi cá. Lúc này, đôi ngư tò mò nói rằng, quỷ bộ quyền Zone. Thống suất, chẳng lẽ chính là cái kia Zone A? Giang Sách cười khổ một tiếng, đương nhiên là hắn, trừ hắn ra còn có ai? Năm đó Giang Sách vẫn còn ở Tây Kỳ Nam Trinh Bắc chiến thời điểm, từng theo Zone xuất lĩnh quân địch đụng phải, lúc đó song phương hai phe đều có thắng bại. Trong đó khiến người ta ấn tượng sâu nhất một lần chính là Giang Sách thủ hạ chính là hai gã hoàng kim bị Zone cho đánh bại. Thậm chí suýt chút nữa giết chết. Lúc đó xuất chiến hai gã hoàng kim theo thứ tự là Kim Ngưu, Cự Giải. Hai người này sức chiến đấu mặc dù không như song tử, sử nữ, thiên hạt cường đại như vậy, nhưng cũng là nhất đẳng cao thủ, ở hai chọi một dưới tình huống cư nhiên thua, thiếu chút nữa chết,
từ đó có thể biết Zôn thực lực mạnh bao nhiêu. Lúc đó cũng phải thua thiệt là Ma Yết đúng lúc trình diện, chỉ có cứu hai cái hoàng kim mệnh. Căn cứ Ma Yết miêu tả, Zôn thực lực rất cường đại, vẫn còn ở Ma Yết trên. Đặc biệt hắn quỷ bộ quyền, càng là nhìn không ra kẽ hở. Lúc đó người người đều ở đây tranh luận, Tu La chiến thần Giang Sách cùng quỷ bộ quyền Zôn, đến cùng người mới là cường đại nhất nam nhân. Đáng tiếc, bởi vì song phương mỗi người tổn thương thảm trọng, cuối cùng song phương quan trên tiến hành rồi hòa đàm, không có tiếp tục đánh tiếp. Giang Sách cùng Zôn cũng không có cơ hội thử một lần thân thủ. Đây cũng tính là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Ngày hôm nay, nho nhỏ này tiếc nuối rất có thể sẽ đạt được bù đắp. Đôi ngư nói rằng, nếu quả như thật là quỷ bước quyền Zôn, như vậy Mạnh Khuê, Mã Chí Lương căn bản lại không tồn tại chiến thắng khả năng. Đây chính là so với Kim Ngưu, Ma Yết, cự giải còn mạnh hơn nam nhân. Đúng vậy, nếu quả như thật có người có thể đánh bại lời của hắn, na ước đoán cũng chỉ có Giang Sách rồi. Đi ra xem một chút. Là, hai người bọn họ đi ra ngoài, đi tới trên đường cái. Nơi đây đã sớm trước giờ bày xong một cái lôi đài, người của song phương Mã toàn bộ đến đông đủ, Mạnh Khuê phóng người lên lôi đài, Mã Chí Lương dẫn nhất bang đệ tử lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Không riêng gì hắn, những môn phái khác sư phụ cũng đều tới. Bọn họ hiện tại cũng khát vọng có người có thể đứng ra yên lành chỉ một chút cái này Zôn. Một cái quỷ dương, chạy đến Hoa Hạ trên địa bàn Diệu Võ Dương Oai, ngẫm lại đều cảm thấy sức sống. Hơn nữa bảy gia võ quán đều bị đá nát rồi bảng hiệu, khẩu khí này làm sao nhịn được. Nổi trống âm thanh, nhất bang người nước ngoài mau tránh ra sau, một người vóc dáng cao lớn người nước ngoài đi ra. Zôn, đây là một cái thân cao một thước chín, toàn thân tràn đầy bắp thịt tráng hán, quyền kia đầu cùng người bình thường đầu lớn bằng, rất khó tưởng tượng bị như vậy nắm tay bắn chúng sẽ là dạng gì tràng diện. Nhìn nhìn lại Mạnh Khuê, tuy là cũng là một thân bắp thịt. Nhưng thân cao mới vừa 1m7 xuất đầu, cùng đối phương kém đến quá xa. Như vậy hai người mặt đối mặt đứng, quang thị khí thế còn kém không ít. Nhưng mà, Mạnh Khuê lại tuyệt không sợ, tự tay một ngón tay hướng về phía đối phương nói rằng, nơi này là Hoa Hạ, không phải là các ngươi quỷ dương có thể Diệu Võ Dương Oai địa phương. Thức thời, sớm một chút chạy trở về lão gia. Khiêu khích này, tương đối thông thường. Zôn căn bản không vì sở động. Quanh năm chinh chiến hắn có khác hẳn với thường nhân cường đại tâm lý tố chất. Zôn đem tay phải đặt ở phía sau, vẻn vẹn đưa tay trái ra, dùng một ngụm phi thường quái dị tiếng phổ thông nói rằng, đối phó ngươi như vậy tiểu bất điểm, một tay như vậy đủ rồi. Cái này kêu là coi thường người. Mạnh Khuê quát lên một tiếng lớn, cuồng vọng, chịu chết đi. Nói, hắn trực tiếp xông đi tới, đem khổ luyện 30 năm bát cực môn võ thuật thi triển ra. Mạnh sư phụ, chơi hắn. Giết chết cái này quỷ dương, thay chúng ta người Hoa xả giận. Yến Thành giới võ thuật xem ngươi rồi. Tất cả mọi người đang vì Mạnh Khuê hò hét nỗ lực lên, nhưng phi thường lúng túng một màn xảy ra. Đang ở hắn vừa mới vọt tới đối phương trước mặt, một quyền đánh ra sau đó, Zôn thân hình giống như là quỷ mị giống nhau, trong nháy mắt liền né tránh Mạnh Khuê nắm đấm, trở tay liền thúc củi chõ một cái đập vào Mạnh Khuê trên huyệt thái dương. Bịch một tiếng, Mạnh Khuê trực tiếp từ trên lôi đài bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Trước sau không đến 3S võ thuật, chiến đấu liền kết thúc. Toàn trường người đều ngu. Đây không khỏi cũng kết thúc quá đột nhiên a. Hiện trường xác thực có một chút xấu hổ, bát cực cửa những học trò kia nhóm thậm chí cũng không có tới kịp gõ trống, chiến đấu cũng đã kết thúc. 3S, thời gian quá ngắn. Chân thật chiến đấu cũng không giống như trong phim ảnh diễn như vậy, từng chiêu từng thức, có tới có lui, Mạnh Khuê trực tiếp bị thúc củi chõ một cái kiền đảo, game over. Đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có vẻ rất xấu hổ. Những thứ khác võ quán trưởng môn nhìn, từng cái nhao nhao lắc đầu, thất vọng tột cùng. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng biết Mạnh Khuê giữ nhiều lành ít, cùng Zôn so với, bọn họ những người này trình độ cũng không thế nào. Vấn đề là, người thua cũng quá thảm một chút a. Chiếu cái này nhịp điệu xuống phía dưới, có nữa một tuần, toàn bộ Yến Thành tất cả võ quán ước đoán toàn bộ đều sẽ bị Zôn giết chết. Mọi người đang phẫn nộ sau đó, càng nhiều hơn chính là bi thương. Lẽ nào đường đường Hoa Hạ,
dĩ nhiên không có bất kỳ một người có thể đối kháng cái này quỷ dương sao. Chỉ thấy John chỉ vào bát cực cửa bảng hiệu nói rằng, dựa theo quy củ, ta muốn đem nó cho đập. Trong lòng mọi người bi thương. Đặc biệt Mã Chí Lương, bát cực cửa bảng hiệu là so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn gì đó, nếu như bị đập, mặt mũi của hắn ở đâu? Về sau xuống đất, còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Vừa mới na cục không tính là. Mã Chí Lương quát, ta mới là bát cực cửa trưởng môn, muốn đánh, cũng phải là để ta làm đánh. Cái này có điểm không biết xấu hổ. Bất quá vì bảo trụ bát cực cửa bảng hiệu, Mã Chí Lương tình nguyện không muốn cái mặt già này. John cười lạnh một tiếng, tốt, không phục phải. Ta đây đánh liền đến ngươi phục. Vừa mới na một cái quả thật có chút quá nhanh, ta đều không có hoạt động mở, rất không có tí sức lực nào. Ngươi là bát cực cửa trưởng môn đúng vậy. Đến đây đi, để ta lại theo ngươi luận bàn một chút. Mã Chí Lương phóng người lên lôi đài. Có Mạnh Khuê giáo huấn, Mã Chí Lương lúc này đây vô cùng cẩn thận, vòng quanh John đang đánh, không dễ dàng ra quyền. Đùa cợt hơn 10 giây sau đó, Mã Chí Lương chỉ thủ chứ không tấn công. John có điểm phiền. Ngươi là thuộc vương bát sao? Tốt, ngươi bất công qua đây, ta đây liền đánh tới. Cẩn thận rồi. John một cái lắc mình liền đi tới Mã Chí Lương bên người, tốc độ cực nhanh, rất nhiều người con mắt thậm chí đều theo không kịp. Đây chính là John độc môn bí kíp quỷ bộ quyền. John quyền pháp chia làm hai bộ phận thứ nhất là quyền, bộ phận thứ hai là bộ pháp. Quyền, cương mãnh rất nhanh, giống như là võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp giống nhau, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời mỗi một quyền đều cương mãnh bá đạo. Hợp với cái kia to lớn nắm tay. Một quyền này nếu như kết thật thật đập chúng, là nhất định phải cắt đứt đầu khớp xương. Còn như bộ pháp, vậy thì càng có chú trọng rồi. John bộ pháp bị gọi quỷ bộ, cũng là bởi vì bên ngoài phiêu hốt bất định, không có dấu vết mà tìm kiếm. Người căn bản cũng không biết bộ pháp của hắn biết dựa theo cái gì nhịp điệu, tốc độ, phương hướng tới hành động, chợt nhanh chợt chậm, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau. Chỉ cần ngươi hơi chút nhất cá bất lưu thần. Hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Phối hợp na cương mãnh nhanh chóng quyền pháp, có thể trong vòng thời gian ngắn nhất kích tất sát. Làm người khó mà đề phòng. Coi như là 12 hoàng kim, chỉ sợ cũng chỉ có ác ma song tử, Phật đà xử nữ, ám sát thiên hạt có thể cùng John chống đỡ được. Những người khác đều suýt chút nữa ý tứ, huống chi một cái nho nhỏ Mã Chí Lương. Ở John tiếp cận hắn sau đó, Mã Chí Lương căn bản cũng không có phản ứng kịp. Đến khi Mã Chí Lương ý thức được không ổn, muốn phòng thủ thời điểm, John nắm đấm đã đánh vào trên bụng của hắn. Một quyền, người phi. Mã Chí Lương với hắn sư huynh Mạnh Khuê giống nhau, từ trên lôi đài bay ra ngoài, trực tiếp rơi trên mặt đất. Không đến 30s, Mã Chí Lương cũng bị giải quyết rồi. Không phải Mã Chí Lương so với Mạnh Khuê lợi hại, chỉ là bởi vì Mã Chí Lương lựa chọn co đầu rút cổ chiến thuật. Nhưng dù cho như thế cũng không thể chống nổi 30s, John cường đại có thể tưởng tượng được. Hai đại cao thủ trước sau bị đánh bại. John còn cảm thấy không thỏa mãn, có thể là hứng thú đi lên, hắn giang hai tay ra hướng về phía người ở dưới đài hô, người Hoa các ngươi có đôi lời nói cho cùng, là cải lương không bằng bạo lực. Ngược lại ta sớm muộn gì đều phải đem các ngươi hết thảy làm nằm úp sấp, không bằng liền tuyển trạch ngày hôm nay được rồi. Các ngươi bất kể là của môn phái nào, thành phố nào, cũng không để ý các ngươi là nam hay nữ vừa già vừa trẻ, chỉ cần có không phục, có thể đi lên theo ta luận bàn một cái. Ngày hôm nay, ta sẽ ở chỗ này đem Yến Thành bắt lại. Đông Á ma bệnh, mới là thích hợp nhất bài của các ngươi biển. Lời này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Dưới các sư phụ đều hận nha dương dương, bất kể là vì mình, vẫn là vì dân tộc, hay hoặc là chính là đơn thuần thấy ngứa mắt. Nói ngắn lại, hiện tại người người đều muốn đi tới làm chết cái này quỷ dương. Vấn đề là, đánh thắng được sao? John vỗ ngực một cái, đều là quy tôn tử sao? Có người đứng ra sao? Ta, ngũ hành quyền triệu sư phó thực sự nuốt không trôi cơn giận này, lập tức nhảy lên lôi đài. Quỷ dương, ta với ngươi qua hai chiêu. Triệu sư phó không nói hai lời, giơ tay lên đánh liền. Quyền của hắn tốc độ ở người bình thường trong mắt đó là tuyệt đối vừa nhanh vừa độc, thế nhưng... Lúng túng là, John cư nhiên đứng ở nơi nào vẫn không nhúc nhích,
tùy ý Triệu sư phó nắm đấm đánh vào người, bất vi sở động. Người lớn tuổi, lực lượng không được, thay cho một cái a. Rôn dơ lên một cước, trực tiếp đem Triệu sư phó cho đạp xuống. Theo sát mà, hình ý môn Quách sư phó, Thái lý Phật Thái sư phó, Hồng quyền Dương sư phó, dây sắt quyền đồng hồ sư phụ, cái này tiếp theo cái kia bị Rôn đánh gục. Không phải từ trên lôi đài đạp xuống, chính là bị đánh miệng đầy là huyết, bị người khiêng đi. Hạ chàng một cái so với một cái thảm. Yến Thành giới võ thuật rất nhiều cao thủ, lúc này bị nhục nhã không ngóc đầu lên được. Bọn họ đại biểu không chỉ có riêng là Yến Thành, bọn họ càng là đại biểu cho toàn bộ Hoa Hạ tôn nghiêm. Dân tộc khí tiết, cá nhân vinh nhục vào giờ khắc này hội tụ vào một chỗ. To lớn cảm giác sỉ nhục, làm cho mỗi người đều không ngóc đầu lên được. Xong, triệt để xong. Ở bát quái côn tương sư phụ cũng bị sau khi đánh bại, Yến Thành có thể xếp thượng hào cao thủ coi như là toàn quân bị diệt rồi, lại không có có thể cùng Rôn đối kháng người. Mã Chí Lương ngồi dưới đất, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, lấy tay hung hăng gõ mặt đất. Đều tại ta các loại học nghệ không tinh, mới có thể rơi vào ngày hôm nay nông nỗi này. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông, không mặt mũi nào sống tạm. Nói, hắn hốt lên một nắm đao, dựa theo cổ của mình liền lau đi qua. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một con rộng lớn bàn tay cầm chuôi đao, ngăn cản Mã Chí Lương muốn tự sát xung động. Phải biết rằng, Mã Chí Lương nhưng là người luyện võ, hắn lần này lực đạo nhưng là tương đối lớn, là ai có phần này bản lĩnh, bực này khí lực có thể ngăn được hắn. Nhìn lại, Mã Chí Lương ngây ngẩn cả người, đây không phải là Giang Sách sao? Chỉ thấy Giang Sách từ Mã Chí Lương trong tay lấy đi đao, bình tĩnh nói, Mã sư phó. Người luyện võ cũng không thể anh hùng khí đoàn A. Hắn bả đao ném vào một bên. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Giang Sách từng bước một đi lên lôi đài, nói ra mọi người xanh mục kết thiệt ngôn ngữ. Rôn, ta tới đánh với ngươi một trận. Giang Sách, muốn cùng Rôn đánh một trận. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Rất nhiều sư phụ trong mắt, hắn chính là một cái thuần túy thương nhân, cùng lão thiên tôn đấu có tới có lui. Căn bản cũng không hẳn là đứng ở trên lôi đài. Rôn nhìn hắn một cái, cảm giác có một chút nhìn quen mắt, tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn cụ thể nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào. Hỏi hắn, ngươi là môn phái nào? Giang Sách mỉm cười, không môn không phái. Không môn không phái, cũng dám lên lôi đài tới. Ngươi là không đem mạng của mình làm mệnh sao? Giang Sách nói rằng, ta tuy là không môn không phái, thế nhưng học qua mấy năm quân thể quyền, đánh cũng không tệ lắm. Quân thể quyền. Suýt chút nữa không đem Rôn chết cười. Dưới những sư phó kia càng là từng cái lắc đầu liên tục, lòng nói, Giang Sách đoán chừng là vì dân tộc khí tiết, thực sự giận mới lên lôi đài, nhưng bản lĩnh thật sự sợ là không có. Mã Chí Lương càng là hô, Giang tiên sinh, ngươi đừng xung động, đây là chúng ta giới võ thuật sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Kỳ thực hắn là vì Giang Sách tốt, trong mắt hắn, Giang Sách chỉ có thể coi là thân thể tốt thanh niên nhân, căn bản cũng không hiểu võ thuật, một người như vậy thì như thế nào địch nổi cường đại Rôn. Một bên đôi ngư lại bình tĩnh nói, Mã sư phó, cũng xin cho nhiều một điểm tín nhiệm. Tín nhiệm, Mã Chí Lương không vui nói, lẽ nào nhìn hắn đi chết chính là tín nhiệm sao? Ta biết các ngươi muốn làm gì, không phải là muốn dùng hành động như vậy tới cảm động ta. Để cho ta cho các ngươi té đánh rượu đi cứu bằng hữu sao? Đi, ta bị các ngươi cảm động đến rồi, có thể a? Mau xuống đây, ta đáp ứng cho ngươi té đánh rượu. Thật đúng là đừng nói, cái này Mã Chí Lương nhân phẩm của là nhất đẳng tốt. Hắn không có mắt mở trừng trừng nhìn Giang Sách đi tìm chết. Đồng thời vì cứu Giang Sách, hắn cũng nguyện ý đem tổ truyền té đánh rượu lấy ra, liền vì khuyên bảo Giang Sách từ trên lôi đài mau xuống. Nói tóm lại, còn là một vị hiền lành có khí tiết sư phó. Bất quá. Giang Sách lại cười ha ha lấy hồi đáp, Mã sư phó, cái gọi là vô công bất thụ lộc, nếu như ta không hề làm gì mượn đi ngài tổ truyền té đánh rượu, vậy ta còn thực sự cảm giác có điểm băn khoăn. Ngài yên tâm, xin cho ta một min thời gian, ta sẽ rất nhanh giải quyết chiến đấu. Một min. Ta đi, cái này ra châu thổi không khỏi cũng quá lớn rồi. Bao nhiêu người đều đánh không thắng siêu cấp cao thủ,
hắn muốn ở một min bên trong liền giải quyết rơi. Đây không phải là người si nói mộng sao? Sôn nghe xong, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Hắn mắt lạnh nhìn người trước mắt, nói rằng, người đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sôn dựng thẳng lên một ngón tay, đối phó ngươi, ta chỉ cần một S. Cái này căn bản không đem Giang Sách để vào mắt. Một S, tựa như đối phó Mạnh Khuê như vậy, một quyền liền đem Giang Sách giải quyết rơi. Giang Sách khẽ lắc đầu, ngươi làm không được. A hát, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta làm được. Sôn ánh mắt trong lộ ra sát ý, song quyền nắm chặt, bày ra công kích tư thế. Mã Chí Lương nhanh lên hô to, Giang tiên sinh, hắn động sát ý, người mau xuống. Đã muộn chỉ sợ cũng. Không đợi Mã Chí Lương hô xong, Sôn thân ảnh cũng đã động. Quỷ bộ. Sôn giống như là quỷ mị giống nhau, trong nháy mắt liền lắc mình đi tới Giang Sách trước mặt, sau đó một quyền đập về phía Giang Sách mặt của, tốc độ cực nhanh giống như là một tia chớp màu đen, cũng không cho người thời gian phản ứng. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Hết thảy sư phụ chấn động trong lòng, lòng nói, xong, Giang Sách không chết cũng tàn. Nhưng mà, làm bụi bậm lắng xuống thời điểm, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Sôn nắm đấm tuy là đập ra ngoài, nhưng bị Giang Sách dùng một tay cản lại. Ở sét đánh không kịp bưng tai tình thế phía dưới, Giang Sách cản lại Sôn công kích. Cái này, thật là đáng sợ. Tuyệt đại đa số người ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Giang Sách lại có thể một tay đem công kích của đối phương cản dưới, tốc độ như vậy cùng lực đạo, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Giang tiên sinh, ngươi, Mã Chí Lương đã kinh ngạc nói không ra lời, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái thương nhân cũng có thể có như thế lực lượng cường đại. Sôn cũng lấy làm kinh hãi, rút về nắm tay, lùi lại mấy bước, nhận chân trên dưới quan sát Giang Sách. Có thể tiếp được Sôn một quyền cũng không có nhiều người, hơn nữa Giang Sách hay là tức định thần rảnh rỗi tiếp được, phóng nhãn toàn thế giới cũng không có vài cái cao thủ như vậy. Hơn nữa Sôn càng ngày càng cảm giác Giang Sách nhìn rất quen mắt. Chúng ta là không phải đã gặp qua ở nơi nào? Sôn hỏi. Giang Sách gật đầu, Tây Kỳ. Tây Kỳ. Sôn bỗng nhiên nhớ tới, người trước mắt này không phải là có Tu La Chiến Thần danh xưng là Giang Sách sao? Ngươi là Tu La Chiến Thần. Là. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Sôn ngẩng đầu lên cười ha ha, tiếng cười xuyên phá tận trời. Tốc hành phía chân trời. Hồi lâu, hắn hưng phấn nói, Giang Sách, nhiều năm trước không thể với ngươi phân cao thấp, là ta kiếp này tiếc nuối lớn nhất, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngày hôm nay cư nhiên ở Yến Thành đụng phải ngươi. Thật là thiên ý. Giang Sách, để chúng ta kết thúc nhiều năm trước chưa xong ân oán, so một lần, đến cùng ngươi theo ta, ai mới là đệ nhất thiên hạ. Giang Sách khoát tay áo, nói rằng, thiên hạ người tài ba rất nhiều. Cần biết núi cao còn có núi cao hơn, người theo ta cũng không thấy chính là đệ nhất thiên hạ. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là, chỉ ít ngày hôm nay có thể phân ra người theo ta, đến cùng ai mạnh hơn một phần. Hãy bớt xàm ngôn đi, đến đây đi. Đối mặt Giang Sách, Sôn lên hoàn toàn tinh thần, thái độ cùng trước kia cũng không vậy. Đối phó người khác, hắn có thể đàm tiếu tà tà tùy ý xuất thủ. Có thể đối mặt Giang Sách. Đối mặt trong truyền thuyết Tu La Chiến Thần, một cái không chú ý cũng sẽ bị đối phương giết chết, không thể không lên tinh thần tới. Sôn hít thở sâu một hơi, sau đó phát động tiến công. Hắn quỷ bộ phiêu hốt bất định, căn bản là không thể nào dự đoán, ra quyền tốc độ vừa nhanh thái quá. Những thứ khác sư phụ chính là bị hắn quỷ bộ quyền đánh tìm không ra bắc. Bất quá, một chiêu này ở Giang Sách trước mặt cũng không tốt sử dụng. Giang Sách lấy tự thân làm tâm điểm, nửa con cánh tay khoảng cách làm bán kính vẻ tròn, ra cái vòng này, mặc kệ Sôn làm sao phiêu hốt bất định, làm sao khiêu khích trào phúng, Giang Sách toàn làm nhìn không thấy. Có thể chỉ cần Sôn tiến nhập cái vòng này, Giang Sách biết sử dụng cố nhược kim thang phòng thủ làm cho Sôn vô công nhi phản. Sôn công kích được có 2-3 chục quyền, nắm tay như gió lốc mưa vậy hướng về phía Giang Sách điên cuồng công kích, nhưng Giang Sách chính là không ra cái kia quay vòng. Lao lao bảo vệ chính mình. Không chê vào đâu được phòng thủ. Sôn lui lại 2 bước, khinh bỉ nói, Tu La Chiến Thần, nguyên lai là một con rùa đen rút đầu. Chỉ biết trốn quỷ trong vỏ mặt, căn bản không dám ra đây, mất mặt ở đâu.
Cũng mặc kệ hắn làm sao trào phúng, Giang Sách chính là bất vi sở động. Lúc này, cái khác sư phụ cũng đều nhìn ra Giang Sách dụng ý. Mã Chí Lương nói rằng, dồn quỷ bộ phiêu hốt bất định, căn bản là không quy luật khả tuần, tùy tiện công kích sẽ chỉ làm chính mình rơi vào bị động, lộ ra kẽ hở. Đã như vậy, không bằng bất động. Giống như Giang Sách như vậy cố thủ ở một cái chuồng trong, mặc kệ thế giới bên ngoài làm sao biến hóa, hắn đều không cần để ý tới, bảo vệ tốt mình chuồng là được rồi. Đối với một cái cao thủ tuyệt đỉnh mà nói, phải tuân thủ ở một cái chuồng còn không khó khăn, huống chi Giang Sách quyền tốc độ, lực lượng cũng không yếu hơn Zone. Phương thức chiến đấu như vậy thoạt nhìn phòng thủ kiên cố, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là chỉ có thể phòng thủ không thể tiến công a. Tựa như Zone nói như vậy, Giang Sách thực sự giống như là một con rùa đen rút đầu, trốn chính mình vẻ song chuồng trong vòng, một bước cũng không đi ra. Là, Zone là khó có thể công vào, nhưng Giang Sách thì như thế nào công đi ra? Như vậy không phải lâm vào rằng co. Bất quá nói đi nói lại thì, có thể rơi vào rằng co cũng là không tệ rồi, chí ít so với thua tốt. Zone nhíu nhíu mày, cười khẩy nói, Giang Sách, ngươi có phải hay không quên vừa mới nói rồi? Ngươi nói một min bên trong phải giải quyết rơi ta, hiện tại ngươi giống như một con rùa trốn trong vỏ, lấy cái gì giải quyết ta à? Mã Chí Lương nhanh lên hô, Giang tiên sinh không nên bị mắc lừa. Cái gì một min không phải một min, ta mặc kệ hắn. Ngàn vạn lần không nên chịu khiêu khích của hắn, thủ vững ngươi vòng tròn nhỏ, đợi phản kích thời cơ. Lại nói tiếp, Mã Chí Lương nhắc nhở là rất có đạo lý. Lúc này là lúc nào rồi rồi, còn có thể quản trước thổi này như sao? Zone không nói một ét liền giải quyết Giang Sách, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy thổi xong rồi coi như. Zone cũng không cho là thật, Giang Sách người cần gì phải cho là thật. Nhưng là, Giang Sách dù sao không phải là Zone A. Hắn hít thở sâu một hơi, hỏi đôi ngư, khoảng cách một min còn bao lâu? Đôi ngư hồi đáp, 12S. Vậy là đủ rồi. Giang Sách bỏ qua phòng thủ tư thế, từ hắn chuồng trong vòng đi ra, chứng kiến một màn như thế, thực sự là người thân đau đớn kẻ thù cười. Mã Chí Lương quát, Giang tiên sinh ngươi làm cái gì vậy? Zone thì trong lòng đẹp đến rất. Nếu như Giang Sách vẫn chỉ là phòng thủ không tiến công, đợi thời cơ thích hợp tiến hành phản công, na Zone thật vẫn cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng Giang Sách nếu như tuyển trạch chủ động tiến công, tất cả lại bất đồng. Ta nên ngươi có can đảm rồi, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn? Zone lại một lần nữa thi triển ra tuyệt học quỷ bộ quyền, cả người ở trên vũ đài phiêu hốt bất định, giống như một cái tựa là u linh chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, con mắt chỉ là đuổi kịp thân hình của hắn cũng rất khó khăn, chớ đừng nói chi là bắn trúng hắn. Lại qua rồi 4S, hiện tại chỉ còn lại có 8S thời gian. Tới kịp sao? Lưu cho Giang Sách thời gian không nhiều lắm, có thể, Giang Sách chỉ có một quyền cơ hội, cũng không kịp ra quyền thứ hai, thời gian khả năng liền vượt qua. Tại mọi người khẩn trương không ngớt, thay Giang Sách lau vệt mồ hôi thời điểm, càng thêm quỷ quyệt một màn xảy ra. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Giang Sách cư nhiên nhắm hai mắt lại. Đùa gì thế? Ngươi coi ngươi là Kha Trấn Ác sao? Dựa vào thính giác là có thể xác định vị trí của đối thủ. Đây không phải là làm loạn sao? Tất cả mọi người hồ đồ, không hiểu Giang Sách đây là đang làm cái gì. Ngay cả đôi ngư đều có chút mộng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thống suất làm như vậy qua, đến cùng Giang Sách muốn làm gì. Cam chịu, vẫn có cái gì cao minh hơn kỹ xảo chiến đấu. Nghĩ không ra, không nghĩ ra. Nhắm hai mắt lại loại này cho mình tăng khó khăn sự tình, cũng liền Giang Sách làm được rồi. Zone trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, Giang Sách, ngươi lấy cái gì đánh bại ta? Giang Sách hắn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Trong cơ thể khí, đang đi qua toàn thân lỗ chân lông tản mát ra, hiện đầy toàn bộ lôi đài. Chóc nã, hoàn thành. Chóc nã. Tất cả mọi người không rõ Giang Sách những lời này là có ý tứ, chỉ có Giang Sách chính hắn có thể đi qua khí cảm thụ được Zone tất cả hành động. Nếu như nói Zone là một con bay tới bay lui thiêu thân, na Giang Sách chính là một con hung tàn chi chu. Mặc kệ thiêu thân có bao nhiêu linh mẫn. Một ngày chi chu ở bên cạnh của nó hiện đầy mạng nhện, na thiêu thân ngày tận thế đã tới rồi. Hiện tại,
Thiêu thân đã bị mạng nhện chóc ná, đợi hắn, đúng là bị chi chu ăn no nê. Thời gian càng ngày càng ít. Tổng cộng liền 12s thời gian, liên qua cái đèn xanh đèn đỏ lộ khẩu cũng không nhất định đủ. 5s, Giang Sách bày ra công kích tư thế. 4s, Giang Sách bỗng nhiên nhảy lên hướng về phía Zôn. 3s, Zôn lợi dụng quỷ bộ tiến hành né tránh, nhưng Giang Sách lại có thể theo kịp tốc độ của đối phương, thân pháp, đuổi sát không buông. 2s, Giang Sách nắm đấm đập về phía Zôn bàng. 1s, người, phi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Zôn cảm giác giống như là bị công thành chùy hung hãn đập chúng giống nhau, con mắt, mũi, miệng, trong lỗ tai toàn bộ đều chảy ra huyết tới. Cả người giống như là bị bay nhanh xe tải lớn đụng vào một cái dạng, lấy 120 mại tốc độ trực tiếp từ trên lôi đài bay ra ngoài. Zôn thân thể trên không trung vòng vo tầm vài vòng, sau đó nặng nề ngã ở xi măng lối đi bộ. Nước kia bùn đều bị đập ra một cái hố nhỏ. Kỳ lực đạo chi đại khả muốn biết. Đã đến giờ, ngoại trừ vẫn còn ở gào thét phong chi bên ngoài, không còn có bất kỳ thanh âm nào, mỗi người miệng đều há thật to, nhưng là lại không phát ra thanh âm nào. Này quỷ dương đều trợn tròn mắt, ở trong mắt bọn hắn vô địch Zôn, cư nhiên bị người một quyền liền cô rồi. Zôn cả người giống như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Đã trúng nặng như thế quyền, không chết cũng tàn a. Còn như bao quát Mã Chí Lương ở bên trong các sư phó, cả đám trợn mắt há mồm, bọn họ càng nhiều hơn chính là cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói, vừa mới Giang Sách chỉ thủ chứ không tấn công, áp dụng co đầu rút cổ chiến thuật còn có thể để cho bọn họ miễn cưỡng tiếp thu, cho rằng là trong phạm vi năng lực có thể làm được, như vậy hiện tại một quyền này, chính là bọn họ vọng trần mạc cập. Đổi thành bọn họ trong đó bất cứ người nào, đều tuyệt đối đánh không ra như vậy có phân lượng một quyền. Đáng sợ a, Giang Sách thật chỉ là cái thương nhân sao? Hắn thực sự cũng chỉ là luyện mấy năm quân thể quyền. Khẳng định không có ai tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Ở to lớn sau khi khiếp sợ, theo tới chính là cực đoan mừng như điên. Quỷ dương bị đánh bại, hơn nữa còn là tan tác, hoa hạ danh tiết bảo vệ, các đại võ quán bảng hiệu bảo vệ, nhất khẩu ác khí cuối cùng là ra. Đôi ngư hô to một tiếng, 12S, vừa vặn. Một giây không nhiều lắm, một giây không ít. Giang Sách không riêng đánh bại Zôn, vẫn có thể cố thủ lời hứa ở một min bên trong đem Zôn giải quyết rơi. Phần thực lực này, tất cả mọi người tại chỗ cộng lại cũng không sánh nổi a. Phải biết rằng, đây là Giang Sách bị thương trên người, chỉ có thể phát huy 7 thành thực lực tình huống. Nếu như hắn 100% kiện khang, thực lực kia được đạt được kinh khủng bực nào cảnh giới. Thắng! Mọi người hoan hô lên. Nổi trống chúc mừng, lên tiếng hát vang, thậm chí đem pháo lấy ra thả, hết thảy đều có vẻ như vậy vui sướng. Một trận chiến này, trực tiếp phân ra Giang Sách cùng Zôn cao thấp. Zôn không phải là không cường, chỉ là gặp càng cường đại hơn Giang Sách, đây là hắn mệnh, đây là hắn cướp. Giang Sách nhìn dưới đài này quỷ dương, cao giọng nói rằng, từ giờ trở đi, mệnh các ngươi cút ra khỏi Yến Thành, cút ra khỏi Hoa Hạ. Nếu như lại để cho ta thấy các ngươi, đánh liền đoạn chân chó của các ngươi. Quỷ dương nhóm giận mà không dám nói gì, từng cái cúi đầu, đem Zôn cho đặt lên rồi cáng cứu thương, hôi lưu lưu chạy. Một trận chiến này, chân chính là hãnh diện, rất thống khoái. Mã Chí Lương vọt thẳng lên lôi đài, ôm Giang Sách vừa đi vừa nhảy chân sáo, như là một cái đánh lộn đánh thắng tiểu hài tử, cao hứng nguy. Của mọi người ngôi sao phủng nguyệt phía dưới. Giang Sách đi vào bên trong võ quán. Lần này Mã Chí Lương có thể không phải vẩy lại dung mạo rồi, mạng hắn người chuẩn bị một trận phong phú bữa trưa, cùng Giang Sách cùng với các sư phó nhóm cùng nhau hưởng dụng. Mã Chí Lương tự mình bưng ly rượu lên, rất cung kính nói rằng, Giang tiên sinh, ta là thực sự không nghĩ tới ngài lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Ngài không chỉ có tiền, cái này thân thủ cũng là nhất đẳng tốt. Nhìn ngài, ta mới biết được cái gì gọi là nhân trung chi long. Tới, ta mời ngài một ly. Giang Sách đồng dạng bưng ly rượu lên đứng lên, cùng Mã Chí Lương cùng ly mộ cái tử, uống một hơi cạn sạch, thoải mái cười to. Sau đó, Mã Chí Lương vung tay lên, lập tức có tiểu đồ đệ phủng tới một bầu rượu. Đây không phải là vậy rượu. Mã Chí Lương nói rằng, Giang tiên sinh, đây chính là chúng ta Bát Cực cửa tổ truyền té đánh rượu.
hiện tại biếu tặng cho ngài, cảm tạ ngài đối với Yến Thành giới võ thuật làm ra cống hiến to lớn, càng cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta Bát Cực Môn bảo vệ bảng hiệu. Trước Giang Sách nói vô công bất thụ lộc, hiện tại hắn có thể quang minh chánh đại nhận lấy té đánh rượu. Giang Sách tự tay đem na một bầu té đánh rượu với tay cầm, mặt mày hớn hở nói, đa tạ Mã sư phó. Ôi chao, nói cái gì tạ ơn? Dám nói tạ ơn chắc là ta Mã Chí Lương a. Đến tới, Giang tiên sinh ngài ngồi xuống, chúng ta tiếp tục ăn, tiếp tục uống, ngày hôm nay không say không về. Bữa cơm này ăn được có một nhiều giờ đồng hồ. Cuối cùng Giang Sách nhìn thời gian một chút không còn sớm, cũng nên trở về cho Dư Diệu chữa bệnh, vì vậy nhiều lần bái biệt sau đó mới rời khỏi rồi Bát Cực Môn. Mã Chí Lương mang theo một nhóm lớn sư phó xuất môn đưa tiễn, đối với Giang Sách vô cùng cảm kích. Trở lại Nhân Tâm Y Viện, Giang Sách trước tiên đi tới phòng bệnh, chứng kiến Dư Diệu đang ngồi ở trên giường bệnh hút cháo. Ở thầy thuốc tỉ mỉ chiếu cố cho, Dư Diệu khí sắc khôi phục cũng không tệ lắm. Giang Sách đi tới ngồi xuống, Dư tiên sinh, cảm giác thế nào? Dư Diệu nói rằng, ta không sao, thân thể kiện khang rất, chỉ là này đôi chân xem như là phế đi. Bất quá cũng không còn quan hệ, ta đã thể nghiệm được đi bộ tư vị, tuy là ngắn ngủi, lại tuyệt vời không gì sánh được, coi như là không có tiếc nuối. Giang Sách giả vờ thần bí nói rằng, ngắn ngủi vui sướng làm sao đủ. Dư tiên sinh, ta muốn để cho ngươi triệt để đứng lên. Để cho ngươi hai chân khôi phục như lúc ban đầu. A, Dư Diệu trở nên sửng sốt, sau đó lại khoát tay áo, nói rằng, ngươi không cần hống ta vui vẻ, ta đây hai chân là cái gì tình huống tự ta trong lòng rất rõ ràng, đã trị không hết rồi. Giang Sách, ta biết y thuật của ngươi cao minh, nhưng ngươi y thuật lại cao minh cũng trị không hết ta đây song dĩ trải qua bị hỏng chân. Không thử một chút làm sao biết, Giang Sách đem na ấm té đánh rượu đem ra. Cái này một bầu, là Bát Cực cửa tổ truyền té đánh rượu, truyền trị loại người như ngươi tổn thương. Nghe lời này một cái, Dư Diệu hai mắt tỏa ánh sáng. Trước nói cái gì không có tiếc nuối vậy cũng là lời nói dối, an ủi mình lời nói, người bình thường nào có không hy vọng mình còn có thể tiếp tục đứng lên tiếp tục đi bộ. Dư tiên sinh, thử một chút xem sao. Ân. Sau đó, Dư Diệu ở Giang Sách dưới sự trợ giúp sử dụng té đánh rượu. Không thể không nói, Bát Cực cửa tổ truyền té đánh rượu hiệu quả thật đúng là thần kỳ, nguyên bổn đã xác định không chữa khỏi chân tổn thương, thực sự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, Dư tiên sinh, người tiếp tục sử dụng, không ra một tuần liền có thể tự do đi lại. Dư Diệu mừng đến chảy nước mắt, loại này mất mà được lại cảm giác thật là quá tuyệt vời. Hơn nữa, vẫn là hai lần mất mà được lại. Giang Sách trước trợ giúp hắn trị rắn độc, hiện tại lại trợ giúp hắn khôi phục chân tổn thương, phần ân tình này, Dư Diệu cũng không biết như thế nào mới có thể còn lên. Giang Sách, cảm ơn ngươi. Nói cảm tạ liền xa, Dư tiên sinh, ngài là sư phụ ta bản thân, coi như, ta cũng có thể xưng hô ngài một tiếng sư thúc, làm những thứ này vốn là ta chuyện đương nhiên. Càng là nói như vậy, Dư Diệu thì càng cảm động. Giang Sách càng là không cần hắn báo đáp. Dư Diệu thì càng cảm thấy khó chịu, đây chính là hắn làm một người tốt thể hiện, nếu như đổi thành những người khác, nói không chừng sẽ đem Giang Sách hành vi trở thành là chuyện đương nhiên rồi. Dư Diệu cảm động phá hủy. Hắn không khỏi cảm khái, Trần Lão thực sự là thua một đồ đệ tốt ra, có đồ đệ như vậy, làm sư phụ cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Xử lý xong thương thế, an bài Dư Diệu nghỉ ngơi một chút tới, Giang Sách đi ra phòng bệnh. Ở Nhân Tâm bệnh viện bên trong phòng họp. Đóng cửa lại, Giang Sách cùng đôi ngư mặt đối mặt ngồi xuống, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Dựa theo trước mắt tình thế đến xem, Long Chảo đã bị bước đến tuyệt lộ, lại nhiều lần thất bại, Long Mạch sẽ không tiếp tục cho hắn cơ hội. Cho nên, sau đó phải đối mặt, có thể là Long Chảo cực đoan trả thù, điên cuồng công kích. Đồng thời cũng không thể bỏ quên Lão Thiên Tôn cái kia hung ác độc địa tàn khốc tên. Không biết hắn từ lúc nào sẽ chạy đến cắn ngươi một cái. Đôi ngư nói rằng, từ hiện hữu manh mối đến xem, Long Chảo cùng Lão Thiên Tôn là lẫn nhau hợp tác, rồi lại hành động đơn độc hai cái đoàn thể. Cụ thể mà nói, Long Chảo là Lão Thiên Tôn thượng cấp, có thể điều động Lão Thiên Tôn phối hợp hành động, rất nhiều kế hoạch cũng đều sẽ làm Lão Thiên Tôn đi chấp hành, điểm này chúng ta đã nhiều lần nhân chứng. Bất quá,
lão thiên tôn rồi lại không hoàn toàn đúng long trảo hạ cấp, hắn cùng tiểu đào còn không một dạng, lão thiên tôn có phạm vi thế lực của mình, có dã tâm của mình cùng mục đích. Cho nên, làm lão thiên tôn phát hiện có cơ hội để lợi dụng được thời điểm, hầu hết thời gian sẽ trực tiếp hành động đơn độc, không cần cùng long trảo hội báo. Hai cái này đoàn thể, chính là xuất phát từ như vậy vi diệu một loại bầu không khí ở giữa. Giang Sách dựa vào ghế trên lưng, nói rằng, một cái giảo hoạt hồ ly, một cái hung tàn dã lang, hai người kia liên thủ thật đúng là khó đối phó, bọn hắn bây giờ còn có thể mỗi người hành động đơn độc, thì càng khó lòng phòng bị. Dừng một chút, hỏi hắn, Tương Huân bên đó như thế nào rồi? Đôi ngư hồi đáp, trước chúng ta dựa vào tưởng gia chủ nêu lên, mấy lần gặp giữ hóa lành. Thế nhưng một bộ này hiện tại đã không dễ xài rồi, Long Chảo vì đối phó chúng ta, đã triệt để điên rồi. Long Chảo không riêng hạn chế Tương Huân hành động, càng là ngay cả Tương Theo Như Vân hành động cũng nhất định hạn chế, nhìn ra, Long Chảo là đúng bọn họ có chút hoài nghi, không phải. Phải nói Long Chảo chính là khẳng định bọn họ phụ thân, nữ nhi thả ra manh mối. Đã không có Tương Huân làm nội ứng, Tương Theo Như Vân lại bị hạn chế hành động. Cũng liền bằng bây giờ không có biện pháp từ tuân thủ nghiêm ngặt nhà bên kia thu được bất kỳ đầu mối trọng yếu, nếu như đụng phải nữa phía trước giả dối kế hoạch, vậy phải như thế nào đối mặt? Đau đầu a, nước đến thành chặn, gặp chiêu phá chiêu a. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng quả thực không có gì quá nhiều biện pháp, chỉ có thể như vậy. Long Trảo, Lão Thiên Tôn, không biết hai người này kế tiếp lại muốn đùa giỡn cái trò gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.